Một miếng bọt biển và baking soda có thể tạo ra một chất tẩy tuyệt vời cho những vết dầu mỡ nhỏ, dấu vân tay và vết bẩn trên tường của bạn, hoặc bất kỳ khu vực được sơn nào khác như bàn ghế hay hàng rào gỗ. Chỉ cần rắc một chút baking soda lên miếng bọt biển khô và chà vào vùng bị ố theo chuyển động tròn. Sau đó, dùng khăn khô sạch lau baking soda đi để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại. Nếu bạn lo lắng rằng kỹ thuật này có thể làm hỏng lớp sơn thì hãy thử một chút trước để xem bề mặt phản ứng như thế nào nhé. Nếu bạn muốn chiết xuất được lượng nước ép tối đa từ chanh, trước tiên hãy cho chúng vào lò vi sóng trong 15 giây. Sau đó, lăn nhẹ chúng trên bề mặt cứng. Và bây giờ hãy thoải mái vắt chanh bằng tay nhé. Khi bạn làm vỡ thủy tinh hoặc đồ gốm trên sàn, có thể khá khó để tìm và nhặt hết những mảnh vỡ nhỏ, đặc biệt nếu kính trong suốt. Đoán xem điều gì có thể giúp bạn? Một lát bánh mì. Sau khi loại bỏ hết những mảnh lớn, hãy cẩn thận lau một lát bánh mì dày trên sàn để nhặt những mảnh vụn nhỏ. Nó sẽ dính vào bánh mì. Nhưng hãy đảm bảo thực hiện việc này thật cẩn thận hoặc đeo găng tay bảo hộ. Và đừng nướng chiếc sandwich ấy lên để ăn nhé. Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của tỏi thì đây là một mẹo dành cho bạn. Cắt đôi củ tỏi và chà sát vào một chiếc bát rỗng để có hương vị thơm ngon. Bây giờ bạn có thể cho mì ống, risotto hoặc salad vào bát và thưởng thức bữa ăn của mình. Hộp Pringles được làm từ nhựa giấy và kim loại, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt để đựng đồ đạc. Bạn có thể sơn các ống bằng màu trơn để phù hợp với căn bếp tối giản đầy phong cách của mình. Sau đó, dán các nhãn có thể tháo rời ở bên cạnh. Bạn đã bao giờ gặp khó khăn với việc xỏ kim chưa? Đây là một cách xử lý dễ dàng. Đặt bàn chải đánh răng lên bàn và luồn sợi chỉ ngang qua lồng bàn chải. Bây giờ nhẹ nhàng đẩy kim xuống phía trên. Những chiếc lông bàn chải sẽ giúp bạn chọc sợi chỉ qua lỗ kim một cách dễ dàng. Khi chỉ đã được xỏ thì bạn chỉ cần dùng ngón tay để kéo nó qua là xong. Nếu trên chiếc cốc yêu thích của bạn có những vết chà khó chịu không thể rửa sạch, hãy thử bôi một ít kem đánh răng lên miếng bọt biển. Điều này cũng có thể áp dụng khi bạn cần làm sáng bóng dao kéo bẩn của mình. Tốt hơn hết, bạn nên sử dụng miếng bọt biển có độ mài mòn nhẹ. Nó khá hữu ích để loại bỏ các vết đen trên bát đĩa. Giả sử bạn vừa nhận được một bó hoa thật lộng lẫy, nhưng chỉ trong chớp mắt, những bông hoa đã mang vẻ buồn bã như thế này. Bạn có thể kéo dài sự sống của hoa rất dễ dàng và gần như miễn phí. Đầu tiên, đổ đầy nước sạch vào bình và cho một vài thìa cà phê đường vào. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng hoa. Trước khi cắm hoa vào lại bình, hãy cắt cuống hoa khoảng 1 inch, nhưng hãy đảm bảo cắt nó theo một góc như thế này. Thủ thuật ấy sẽ làm tăng bề mặt hấp thụ nước. Lặp lại điều này với tất cả các thân cây, đặc biệt là với những thân cây cứng. Và bây giờ đặt bó hoa trở lại bình nào. Những bông hoa sẽ vui lên trong vòng 12 giờ. Nếu bạn bị lạnh chân, hãy đặt chúng vào một chiếc bình. Không cần chờ đợi, hãy dùng máy sấy tóc để làm ấm dép trước khi mang. Mẹo này cũng có thể áp dụng cho giày mùa đông dùng để đi ngoài trời. Nhắc đến bàn chân thì có một cách tuyệt vời để loại bỏ mùi khó chịu. Nhỏ khoảng 10 giọt tinh dầu yêu thích của bạn lên 2 miếng bông gòn. Bây giờ, hãy đặt những quả bóng vào giày và để chúng qua đêm. Lấy chúng ra vào buổi sáng và tận hưởng mùi thơm sang trọng nào. Bạn cũng có thể trộn một vài loại nước hoa yêu thích để tùy chỉnh mùi thơm cho giày của mình hơn nữa. Nếu cống nhà bạn hơi bẩn và có mùi hôi, thì có một mẹo hay ho để giải quyết vấn đề này. Đặt một vài thìa, baking soda và đổ một ít giấm. Và bây giờ chỉ cần lùi lại và thưởng thức chương trình. Nó sẽ sủi bọt và giúp đánh bay mọi vết bẩn. Tất cả chúng ta đều từng cố gắng thắp một que diêm ngoài trời trong thời tiết nhiều gió và không thành công. Chà, chúng ta đã làm sai cách. Có một cách dễ dàng để chuẩn bị que diêm bằng cách sử dụng một con dao sắc. Cẩn thận khắc lại bốn góc ngay sau đầu que diêm. Sau đó, lặp lại kỹ thuật tương tự một lần nữa để nó trông như thế này. Tám mảnh vụn nhỏ này sẽ giúp tạo ra ngọn lửa cản gió mạnh hơn. Nếu bạn có một tủ quần áo nhỏ với không gian hạn chế để treo quần áo mới, hãy tháo khoen kim loại khỏi phần trên của lon nước uống cũ. Nó có thể tạo ra những vòng giữ hoàn hảo để cố định móc treo thứ hai. Chỉ cần cài chiếc khoen qua móc. Đây là cách để bạn có thể tăng gấp đôi và thậm chí gấp 3 không gian lưu trữ trên một thanh treo. Nếu cần làm nến khẩn cấp
bạn có thể sử dụng một vật dụng rất thông thường trong tủ lạnh. Bạn đã đoán được nó là gì chưa? Bơ. Cắt một miếng bơ đã nguội và đặt lên đĩa chịu nhiệt. Đục một lỗ thẳng xuống giữa bằng tăm hoặc que gỗ. Bây giờ, chúng ta cần một sợi bấc. Bạn có thể sử dụng sợi dây bông hoặc dây bện thông thường. Cắt chiều dài tương ứng và chọc nó qua lỗ để nó đi hết đến đáy ngọn nến của bạn. Nhẹ nhàng phủ bơ vào đầu bấc và thắp sáng ngọn nến mà bạn vừa tạo ra nào. Hãy dùng đồ duỗi tóc để làm phẳng những nếp nhăn khó chịu trên cà vạt. Hoặc, giả sử bạn đang làm việc trong một cửa hàng và phải đối mặt với đống tiền mặt khổng lồ, những chiếc kẹp sẽ giúp bạn nhanh chóng ủi tiền để chúng thành những chồng nhỏ hơn. Chà, cái dây kéo này cứng quá. Tại sao nó không thể trượt trơn tru như những cái khóa kéo khác nhỉ? Nhưng đừng vội vứt áo khoác đi nhé. Lấy một thanh xà phòng và nhẹ nhàng chà lên xuống trên dây kéo. Lặp lại ở cả hai bên. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt không? Cắt một chân của chiếc quần bó cũ và nhét hai ống bìa cứng dài vào bên trong. Hãy tiếp tục và luồn nó dưới cửa bên trong của bạn với một ống ở mỗi bên. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi gió lùa vì quần bò sẽ bịt kín mọi khe hở bên dưới cửa. Bạn cũng có thể sử dụng thủ thuật này khi cần tắt điện hoàn toàn trong phòng. Chỉ cần sử dụng quần đen dày là được. Giả sử bạn đang tham dự một hội nghị ở một thành phố khác và lịch trình của bạn sẽ rất bận rộn. Bạn có thể chuẩn bị chiếc trang phục của mình cho mỗi ngày và đặt chúng vào các ngăn khác nhau của tủ treo quần áo theo cách này. Bây giờ, hãy đặt nó vào vali của bạn, kéo khóa và bạn đã sẵn sàng lên đường. Khi đến khách sạn, bạn chỉ cần cẩn thận rút hộp đựng này ra và treo vào tủ chỉ trong 2 giây. Nhưng đừng quên mang theo cả dây nhé! Có cách nào đóng đinh vào tường mà không làm đau ngón tay không? Câu trả lời là có. Lấy lược của bạn và gài cái đinh vào ngạnh của lược. Bằng cách này, bạn sẽ giữ an toàn cho các ngón tay. Và sau khi bắt đầu, bạn có thể nhẹ nhàng lấy lược ra và hoàn tất việc đóng đinh. Nếu bạn cần một miếng bọt biển trà bằng kim loại để rửa nồi hoặc chảo, hãy sử dụng một miếng giấy bạc. Vò nó thành một quả bóng. Thoa một ít nước rửa chén và miếng bọt biển mới toanh của bạn đã sẵn sàng. Bây giờ, hãy bắt đầu trà và sẵn sàng ngạc nhiên nào. Nó hoạt động rất tốt ha. Nhân tiện, giấy bạc không nhất thiết phải là mới. Bạn có thể tái chế những miếng giấy bạc bạn đã dùng để nấu ăn. Và lời khuyên cuối cùng dành cho những người cầu toàn. Nếu đầu vòi hoa sen của bạn bị tích tụ nước cứng, nước sẽ không chảy thẳng xuống được. Để khắc phục điều này, hãy đổ đầy giấm trắng vào túi nhựa. Sau đó, cho đầu vòi hoa sen vào trong túi, dùng dây buộc lại và để qua đêm. Sau đây là cách bạn có thể bảo vệ thẻ ngân hàng khỏi kẻ gian. Sử dụng bút dạ che 4 chữ số cuối cùng. Bạn cũng có thể sử dụng hình dán dễ gỡ để dán lên mã bảo mật. Bạn đã từng gặp một vị khách đến nhà chơi và không sử dụng đế lót ly chưa? Lấy máy sấy tóc và cầm nó cách vết bẩn vài cm, bật ở nhiệt độ vừa trong vài phút để vết nước bay hơi. Nếu dấu vết vẫn còn, hãy trộn giấm và dầu ô liu với tỷ lệ 1:1 vào bát. Thấm lên chỗ có vết ố và chà cho đến khi nó biến mất, sau đó lau sạch. Đừng lãng phí thời gian cọ rửa các vết cháy dưới đáy chảo. Thay vào đó, hãy đổ đầy nước và thêm 3 thìa muối. Để qua đêm cho muối hòa tan các vết cháy. Sáng hôm sau, đổ nước ra khỏi chảo. Bằng cách này, việc chà sạch vết dầu mỡ đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giả sử bạn đang đi nghỉ và áo sơ mi trong hành lý của bạn bị nhăn. Bạn cần mặc nó vào tối nay, nhưng khách sạn không có bàn ủi. Đừng lo, treo áo sơ mi trong phòng tắm. Và trong khi bạn tắm nước nóng thư giãn, thì hơi nóng và hơi ẩm sẽ làm phẳng áo của bạn. Không được hoàn hảo, nhưng đỡ hơn nhiều và không cần tốn chút công sức nào. Trận bóng đá đang diễn ra và bạn đã hết pin tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng pin nhỏ hơn, loại dễ dàng lắp vào bên trong. Bây giờ, lấy một ít giấy bạc và vò lại. Bỏ nó vào khoảng trống trên cực âm hoặc đầu phẳng của pin. Tất cả đã xong. Lúc này, bạn đã có thể bật được TV. Khi dép sờ ngón của bạn bị đứt và mấu dễ dàng tuột ra khỏi lỗ, đó thường là dấu hiệu cho thấy bạn cần một đôi dép mới. Nhưng có một cách để kéo dài thời gian sử dụng. Đẩy mấu lại qua lỗ, sau đó lấy miếng nhựa kẹp túi bánh mì gắn vào. Kẹp sẽ giúp cố định mấu. Bạn nhận được một gói hàng và biên nhận bị dính băng keo. Bạn đã bóc được nó ra khỏi hộp, nhưng làm thế nào để gỡ băng keo mà không làm rách giấy? Kéo cả hai đầu miếng băng keo, và bằng cách kéo nó lên từ từ, băng keo sẽ giãn và tự tách ra mà không làm rách giấy. Túi có khóa zip rất lý tưởng để giữ mọi thứ khô ráo,
nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng lớn hơn nhỉ. Lấy hai túi và lộn một trong hai từ trong ra ngoài. Giờ chúng có thể nối lại để thành một cái túi lớn, đủ để bảo vệ bàn phím. Lần tới khi chạy bộ, bạn không cần cầm theo chìa khóa nữa. Thay vào đó, hãy để chúng vào trong túi, lấy một sợi dây thun, sau đó buộc vào túi từ bên trong. Việc này sẽ ngăn không cho chìa khóa rơi ra ngoài. Bạn đã làm gãy chìa khóa khi mở cửa, nó bị kẹt, hay thật. Gọi thợ khóa đến sửa có thể tốn tới 100 đô. Có một lựa chọn rẻ tiền và nhanh chóng hơn. Thử sử dụng một que keo nóng, đun nóng một đầu bằng bật lửa và khi nó đủ ấm để tan chảy, hãy đẩy keo vào lỗ khóa. Keo nóng chảy sẽ đi vào khoảng trống có sẵn, bao phủ một phần của chìa khóa. Sau khi nguội, nó sẽ nén và giữ chặt đầu của chìa khóa. Bây giờ chỉ cần kéo ra. Nếu bạn cần dẫn chất lỏng qua vòi mà không muốn dùng miệng, hãy đặt một đầu vòi vào trong nước và giữ đầu kia hướng lên với ngón cái bóp miệng vòi lại. Bây giờ lắc lên xuống. Chuyển động lắc lư này đẩy chất lỏng lên trên mỗi lần một ít. Và khi nước lên đến trên cùng, hãy hạ thấp đầu ra và để lực hấp dẫn làm phần việc còn lại. Bạn để quên chìa khóa trong xe đã khóa cửa. Đây là mẫu xe đời cũ với cửa sổ cuộn xuống. Bạn có thể lấy mắc áo và bắt đầu quá trình dài tìm ổ khóa. Hoặc sử dụng băng keo. Cắt những dải băng keo dài khoảng nửa mét, dán chúng lên cửa sổ, chừa chỗ ở phía dưới để nắm. Sau đó cùng với một người bạn, cầm tất cả các đầu băng keo rồi kéo xuống. Lực sẽ giúp cửa sổ hạ xuống đủ để bạn có thể mở khóa cửa. Trong khi khoan các đinh ốc dài vào gỗ cứng, máy khoan cũ kỹ của bạn có thể sẽ không đủ điện, khiến đinh ốc chỉ khoan được một nửa. Lấy một khối sáp và dùng nó cạo phần rìa của đinh ốc. Sáp hoạt động giống như một chất bôi trơn, tan chảy khi nóng lên và giúp đinh ốc dễ dàng đi vào hơn. Bạn đang đi cắm trại nhưng không mang theo bất cứ thứ gì để làm nóng lò nướng barbecue. Lấy một túi nhựa nhỏ không bị rò rỉ, đổ đầy nước và cột chặt lại, tạo thành bong bóng tròn. Cầm nó ở nơi có ánh sáng mặt trời. Túi nước sẽ hoạt động như một chiếc kính lúp làm nóng lò nướng barbecue. Miễn là hôm đó nắng. Bạn không có đồ vặn nút chai hoặc nút chai bị gãy nửa chừng sau. Hãy sử dụng một chiếc bật lửa làm nóng phần đầu chai. Nhiệt làm thủy tinh nở ra một chút, nhờ đó đẩy nút chai lên. Ngón tay bạn một lần nữa bị dính keo. Lấy một ít muối và đổ lên đầu ngón tay bị kẹt của bạn. Cho ngón tay vào nước và cọ từ từ. Hỗn hợp sẽ hòa tan keo và giải phóng ngón tay bạn ngay lập tức. Trong khi treo chanh lên, bạn không tìm thấy chiếc đinh cứng đầu đó. Quay ngược một chiếc nĩa và chèn nó vào, sao cho chiếc đinh nằm giữa các răng của nó. Chiếc nĩa đã tạo thành một cánh tay dài ngăn cách với tường, giúp dễ luồn dây của bức chanh qua đinh hơn. Khi chanh đã cân bằng tuyệt đối, chỉ cần lấy chiếc nĩa ra là xong. Bạn cần cho một chiếc bánh vào hộp, nhưng sau đó lấy nó ra bằng cách nhấc lên từ bên trong có thể sẽ làm hỏng bánh. Úp ngược nắp và đặt bánh lên nắp. Phần đế của hộp giờ đây là chiếc nắp, giúp việc lấy từng lát ra dễ dàng hơn nhiều. Đổ nước từ các bình và chai lớn ra một cách hiệu quả hơn bằng cách lắc. Việc này sẽ làm cho chất lỏng bên trong quay, tạo thành một dòng xoáy. Dòng xoáy cho phép không khí chảy ngược vào chai khi nước đổ ra ngoài. Nhanh hơn nhiều so với giải pháp đổ ao ra. Có một cách dễ dàng và ít lem nhem hơn để bóc vỏ trứng luộc. Sau khi đun sôi hoàn toàn, làm vỡ vỏ ở cả hai đầu bằng cách vỗ vào đó. Bóc vỏ ở một đầu, dùng miệng thổi vào phần đầu đã bóc hết vỏ đó. Không khí sẽ đẩy trứng và làm vỏ trứng nở ra. Đẩy trứng ra ngoài mà không bị hỏng. Khi bản lề laptop của bạn bị gãy, việc sửa chữa có thể tốn tới 300 đô la. Một cách khắc phục dài hơn nhiều là mua một khung ảnh và dán nó vào mặt sau của màn hình. Bạn đã đánh rơi một món đồ trang sức nhỏ. Dường như bạn không thể tìm thấy nó. Lấy một chiếc tất và luồn nó vào phần đầu của ống hút bụi. Hút kỹ khu vực làm rơi và thỉnh thoảng kiểm tra phần đầu này. Cuối cùng, bạn sẽ thấy đồ trang sức nằm ở đó. Bạn đã khoan một lỗ trên tường nhưng lỗ khoan xong quá rộng. Gỡ đinh vít ra rồi tìm một đồ vật ngắn và mỏng hơn một chút. Miếng nhựa, dây điện nhỏ, kẹp giấy hoặc thậm chí là tăm xỉa răng đều phù hợp. Đặt bất kỳ đồ vật nào bạn tìm thấy vào trong lỗ. Nó đã lấp đầy khoảng trống, đủ để đinh vít vào lại một cách an toàn. Lấy túi rác ra có thể khiến bạn rơi vào một tình cảnh tồi tệ là bị đổ nước lên người. Một cách tuyệt vời để tránh điều này là đặt giấy báo cũ ở đáy túi. Làm vậy không chỉ giúp thấm hết tất cả các chất lỏng từ thực phẩm và các nguồn khác, mà còn giúp ngăn ngừa mùi hôi tạo ra trong thùng rác. Không ai thích muỗi và thuốc diệt muỗi thì lại rất đắt. Một giải pháp thay thế rẻ tiền là lấy một chai nhựa và cắt phần trên cùng ra. Sau khi cắt xong, hãy úp ngược nó lại và cho vào bên trong chai. Pha hai cốc nước ấm với hai thìa đường. Muỗi sẽ bị thu hút bởi hỗn hợp bên trong và bị mắc kẹt. Bây giờ chỉ cần ngồi xuống thư giãn mà không bị cắn.
Bạn đã sẵn sàng khám phá một số thủ thuật cuộc sống đơn giản, hữu ích nhưng lại cực kỳ lạ và lỗ bịch chưa? Bắt đầu nào! Bạn thức dậy và cảm thấy bản thân hôm nay cần dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Bạn sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh trên đường đi làm buổi sáng, trong khi nhâm nhi cốc Americano của mình. Những kế hoạch phản tác dụng khi bạn làm đổ cà phê lên người mình. Vì vậy, bạn ngay lập tức chuyển từ cảm giác mình là một chú gấu bắc cực hung dữ thành một chú chó con lông trắng bất lực. Nhưng đừng lo, tất cả những gì bạn cần là bút marker đen. Nhớ đảm bảo là không phải là loại không xóa được nhé. Và một tấm bản đồ thế giới. Tìm một nơi có một loạt các hòn đảo. Tại sao không chọn ngày Bahamas nhỉ? Bây giờ, hãy vẽ một vài đường viền bằng bút marker của bạn. Viết từ Bahamas bên ngoài vết cà phê và voila! Những vết cà phê trên áo của bạn giờ đây tượng trưng cho một trong những quần đảo nổi tiếng nhất thế giới. Bạn vừa biến một thảm họa thời trang thành một tuyệt tác đầy phong cách và mới mẻ. Giờ thì hãy lấy cho mình một ly cà phê khác đi nhé. Bạn đã bao giờ nhìn lên mặt trăng và tin chắc rằng có một khuôn mặt nào đó đang nhìn lại bạn chưa? Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác này. Điều kỳ lạ là mặt trăng cách trái đất gần 402.000 km. Tất nhiên, khuôn mặt mà chúng ta tưởng thật đó chỉ là ảo ảnh. Nó được hình thành bởi những vết đen do các đồng bằng trên mặt trăng. Những vùng đồng bằng bằng phẳng này được hình thành từ dung nham của những vụ phun trào núi lửa từ xa xưa. Tôi muốn cho bạn thấy một thủ thuật cuộc sống giúp bạn cảm thấy giống như gương mặt nổi tiếng này của mặt trăng. Tất cả những gì bạn cần là một lõi cuộn giấy vệ sinh và điện thoại. Ồ, và cả khuôn mặt xinh đẹp của bạn nữa. Đơn giản, bạn chỉ cần đặt khuôn mặt của bạn gần một đầu của cuộn giấy vệ sinh và điện thoại áp sát vào đầu kia của cuộn lõi giấy. Tất cả những gì còn lại cần làm là chụp ảnh và xem thử kết quả thôi. Tiếp theo, bạn có phải là người thích ăn vặt không? Bạn không thể chịu được việc tham gia các cuộc họp công việc hoặc lớp học mà không được phép ăn uống. Có thể tôi đã tìm ra giải pháp nếu bạn là người thích phô mai. Tất cả những gì bạn cần là một ống son môi, một ống rỗng nhé. Đơn giản, bạn chỉ cần đổ đầy phô mai vào ống rỗng và thế là bạn đã có một ống phô mai của riêng mình. Ước tính có hơn 65% dân sử dụng son dưỡng môi. Một số người sử dụng son dưỡng hàng ngày, những người khác mang theo nó bên mình để phòng trường hợp môi bị khô. Ai sẽ nghi ngờ bạn thực sự đang nhai phô mai nếu bạn lôi hộp đựng son dưỡng môi ra chứ? Trung bình 61% những người thực sự ngủ được trên máy bay sẽ có giấc ngủ dưới mức trung bình. Rất nhiều người gặp khó khăn khi ngủ trên đó. Nhưng không phải là không thể nếu bạn có thể tạo ra một môi trường ngủ lành mạnh. Xin giới thiệu với bạn mặt nạ ngủ. Chỉ cần lấy một búi tóc, đưa toàn bộ phần tóc dài ra phía trước và buộc lại như bình thường. Nó thực sự giống như có một bộ rèm che mặt bạn. Đó là những gì chúng ta cần vì việc thiếu ánh sáng sẽ gửi tín hiệu đến cơ thể rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Theo nghiên cứu, cứ 3 người Mỹ thì có 2 người liệt kê kèm ốc quế trong danh sách những món yêu thích của mình vào mùa hè. Không thể trách họ được, nó quá ngon. Vấn đề duy nhất, kem tan chảy mới nhanh làm sao. Nhưng tôi có một thủ thuật sẽ giúp ích cho tất cả những người yêu thích kem que. Tất cả những gì bạn cần là một cây kem yêu thích của mình và giấy lót bánh cupcake. Đúng rồi, khi bạn lấy que kem ra khỏi tủ đông, kem có trạng thái rắn vì các hạt kem đang dính vào nhau. Khi nhiệt tăng lên, trong 99% trường hợp là thời điểm nó rời tủ đông. Các hạt này bắt đầu tách nhau ra và tan chảy. Và cứ mỗi một giọt kem nhỏ xuống là một giọt nước mắt của bạn cũng rơi phải không? Giờ là lúc lau đi những giọt nước mắt đó. Tất cả những gì bạn phải làm là cho que kem xuyên qua giấy lót bánh cupcake. Sau đó, lớp giấy sẽ hứng bất kỳ giọt kem nào chảy ra hoặc bất kỳ giọt nước mắt vui mừng nào rơi xuống từ khuôn mặt của bạn. Hãy để chúng rơi xuống tấm giấy lót đó trong khi bạn tắm nắng và thoải mái thưởng thức món kem của mình. Cứ 3 bữa tiệc Super Bowl thì có một bữa tiệc có snack khoai tây được bày sẵn cho các vị khách. Và có thể bạn cũng sẽ mời những người bạn đang trên đường ghé qua nhà mình một ít snack khoai tây. Nhưng họ sẽ thích hương vị gì? Nếu nhà bạn chỉ có một loại nhãn hiệu khoai tây chiên thì không vấn đề gì. Hãy nâng tầm món này lên nhé! Để mang đến cho bạn bè của bạn nhiều lựa chọn khác nhau, bạn sẽ xếp snack khoai tây vào khuôn làm bánh nướng xốp. Chỉ cần lấp đầy mỗi lỗ trên khuôn bằng một loại gia vị khác nhau. Bạn bè sẽ nghĩ bạn là gia chủ thiết đãi khách tuyệt vời nhất. Nghiên cứu đã tiết lộ rằng salsa thường là loại nước chấm phổ biến nhất, tiếp theo là hành tây kiểu Pháp và guacamole. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn không quên bày những thứ này lên khuôn làm bánh muffin nhé. Bạn đã bao giờ trở về nhà
sau một ngày dài làm việc và hào hứng với việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng chưa? Chỉ có một vấn đề, bồn tắm của bạn thiếu mất nút chặn nước. Đừng vội lo lắng, tôi có cách này. Tận dụng món đồ trang trí tiệc để dùng cho bồn tắm và bạn sẽ được ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu ngay lập tức. Bạn chỉ cần lấy một quả bóng bay. Nhưng này, dừng lại đi. Đừng thổi phồng nó lên. Thay vào đó, bạn chỉ cần đổ đầy nước vào và thắt nút quả bóng bay. Ồ, và hãy cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ném quả bóng nước này vào ai đó nhé. Bây giờ, hãy đặt quả bóng nước vào vị trí nút chặn nước bồn tắm. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt đúng vị trí vừa vặn và chắc chắn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở vòi để xem nước đã bắt đầu đầy lên chưa. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là đã đến lúc bạn được tận hưởng bồn tắm nước nóng mà bạn mong muốn rồi. Bây giờ bạn có muốn biến nó thành bồn tắm tuyệt vời nhất từ trước đến nay không? Với một đồ uống yêu thích ở ngay bên cạnh khi đang ngâm mình thư giãn. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm. Hãy quay lại bên ngoài xe. Thực tế là hãy mặc lại quần áo của bạn trước. Tôi hứa là bạn sẽ sớm quay lại bồn tắm thôi. Lấy ra đỡ điện thoại của bạn từ trong xe, chạy trở lại phòng tắm của bạn và dán nó vào tường cạnh bồn tắm. Đặt nó sao cho vừa với ly đồ uống của bạn. Hãy đảm bảo giá đỡ được cố định chắc chắn, vì tôi tin rằng bạn không muốn tắm trong nước Coca-Cola bị đổ. Bây giờ khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ để bạn tận hưởng cảm giác thư giãn ngâm mình bị trì hoãn nãy giờ và chuyển sang mẹo tiếp theo. Nhắc đến đồ uống, lon soda bạn vừa mua sẽ nóng lên quá nhanh. Hãy để tôi giúp bạn giải quyết vấn đề này. Hãy nhanh chóng đến cửa hàng gần đó và mua một ít đá. Sau đó chỉ cần tìm một hộp bia cứng rỗng và một chiếc túi nhựa thôi. Mở hộp ra, rồi dùng túi nhựa bọc lại, như thể bạn định dùng nó làm thùng rác. Sau đó lấy đá và đổ lượng cần thiết vào trong hộp. Đột nhiên bạn có một máy làm mát đồ uống đầy đủ chức năng theo ý của bạn. Hãy lấy những lon soda đó và đặt chúng vào trong đó. Sau vài phút, bạn sẽ có những lon soda ngon lành và mát lạnh. Trong khi chờ đợi, hãy tận hưởng ánh nắng mặt trời. Đôi khi đang đi dạo, bạn sẽ gặp phải những bề mặt như đường mòn lầy lội trong rừng có khả năng làm hỏng giày của mình. Ngay cả khi chúng là giày đi bộ, bạn vẫn muốn chúng trông thật đẹp phải không? Hãy để tôi chỉ cho bạn một thủ thuật để giữ cho đôi giày thể thao của bạn luôn sạch đẹp nhé. Một lần nữa, tất cả những gì bạn cần là một quả bóng bay. Thổi bong bóng lên và giữ chặt lỗ khí bằng tay để giữ cho nó phồng lên. Đặt quả bóng bay xuống đất, giữ chặt lỗ khí và cho tay vào trong giày. Bạn đã nghe đúng rồi, tay chứ không phải chân. Sau đó dùng giày ấn quả bóng xuống. Điều này sẽ khiến quả bóng xì hơi và sau khi xong, quả bóng sẽ quấn chặt quanh đế giày của bạn. Nó sẽ giống như một hình thức bảo vệ hoàn hảo chống lại mọi bề mặt bẩn mà bạn sẽ đi qua trong chuyến du lịch của mình. Bây giờ chỉ cần làm tương tự với chiếc giày còn lại và bạn có thể tiếp tục hành trình của mình. Khi về đến nhà, có lẽ bạn sẽ rất hào hứng muốn vào trong nhà và thư giãn. Đây là lý do tại sao việc lục lọi tất cả các chìa khóa trong chùm chìa khóa khi đến nơi lại rất khó chịu và mệt mỏi. Đừng lo lắng, tôi có một cách khắc phục dễ dàng sẽ giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Tất cả những gì bạn cần là một ít sơn móng tay. Vâng, một vài màu sơn khác nhau nhé. Chỉ định một màu cụ thể cho mỗi chìa khóa và sơn lên chìa thôi. Sau đó, chỉ cần để sơn khô một chút. Khi lớp sơn đã khô, bạn sẽ có một bộ chìa khóa nhiều màu dễ tìm. Thật tiện lợi phải không? Đi phượt thôi, bạn và nhóm bạn thân nhất đang lao nhanh trên cao tốc. Đột nhiên, một người tắt điều hòa và hạ cửa sổ xuống. Không, họ muốn giúp bạn đỡ tốn xăng và vừa mắc một trong những sai lầm kinh điển. Tắt điều hòa và chọn một làn gió tự nhiên sẽ giúp ích khi bạn bị kẹt xe. Khi lái xe với cửa sổ hạ xuống trên đường cao tốc, bạn đang tạo ra lực cản gió không cần thiết. Xe của bạn bây giờ cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển về phía trước. Và cuối cùng, bạn sẽ đốt nhiều nhiên liệu hơn cho mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, trong khi bạn đang phải vật lộn với giao thông trong giới hạn thành phố, thì việc tắt điều hòa không phải là một ý tưởng tồi. Đó có thể không phải là chuyến đi thoải mái nhất trong một ngày nắng nóng, nhưng bạn ở đây để tiết kiệm tiền, phải không? Giờ làm một bài kiểm tra cảm giác kiến thức xã hội nhanh chóng nhé. Bạn có hai tuyến đường để lựa chọn, một tuyến đường ngắn hơn và tuyến đường khác trông dài hơn trên bản đồ. Lựa chọn là gì? Tâm lý chung là hét lên, cái đầu tiên, rõ là thế. Nhưng trên thực tế, con đường ngắn nhất không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất để tiết kiệm xăng. Bạn phải chọn cái có ít biển báo dừng, đèn giao thông và tắt đường nhất ấy.
tuyến đường này sẽ ít yêu cầu tăng tốc và giảm tốc độ hơn, vì cả hai đều ngốn xăng khủng khiếp. Vì vậy, lập kế hoạch tuyến đường của bạn một cách khôn ngoan. Bạn có thể tham khảo các ứng dụng hiển thị dữ liệu giao thông theo thời gian thực hoặc bản đồ tương tác với đèn giao thông. Bạn cũng có một cái túi cát, chiếc giường bơm hơi cũ, một đôi giày và 5 can nước trong cốp xe, hay mỗi tôi thế thôi. Chà, muốn tiết kiệm thì bạn phải dọn dẹp đấy. Giảm 45kg mà bạn mang theo trong xe sẽ giảm mức sử dụng xăng của bạn xuống 1% cho mỗi 4 lít xăng so với trọng lượng xe của bạn. Trọng lượng nhiều hơn có nghĩa là sử dụng nhiều nhiên liệu hơn. Đó là một phép toán giao thông đơn giản mà. Bớt phanh và tăng tốc lại. Lái xe với tốc độ ổn định trên 80km/h giúp bạn tiết kiệm được phần nào chi phí xăng. Mỗi khi bạn nhấn phanh hoặc phóng với tốc độ tinh lửa ở đèn giao thông, bạn đang làm cho động cơ của mình hoạt động vất vả và nó ngốn nhiên liệu, bạn biết đấy. Thêm vào đó, lái xe hung hăng là nghi thức giao thông tồi. Vì vậy, hãy tăng tốc độ từ từ và dừng phanh một cách êm ái nhé. Đừng tăng tốc đột ngột hoặc phi hết nấc để phải phanh gấp. Hệ thống kiểm soát hành trình có thể giúp bạn lái bình tĩnh và vững vàng khi bạn đi trên địa hình bằng phẳng như đường cao tốc. Khi bạn đến gần một số ngọn đồi hoặc núi, kiểm soát hành trình sẽ khiến xe của bạn ăn quá nhiều xăng mà không có lý do chính đáng. Vì vậy, hãy tắt nó đi và để tốc độ giảm xuống một chút khi bạn đi lên, rồi từ từ tăng tốc khi bạn đi xuống. Điều này sẽ giúp giảm lượng công việc cho động cơ của bạn. Độ xe của bạn cách điểm cần đến vài dãy nhà. Lần tới khi bạn thực hiện bước nhảy vọt thứ 7, lái xe vòng quanh khu nhà để tìm chỗ đậu xe. Điều đó sẽ hoàn toàn hợp lý. Khi bạn tổng kết lại sự thất vọng và thời gian của bạn dành cho công cuộc tìm kiếm đó, và tất nhiên cả chi phí xăng nữa, việc đổ xe ở đâu đó xa khu mua sắm, trung tâm thương mại hoặc nhà hàng nổi tiếng yêu thích của bạn. Đừng đợi đến phút cuối mới đổ đầy bình nhé. Tạo thói quen làm điều đó khi nó vơi 3/4 hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy tiện. Bằng cách này, bạn sẽ không phải cuống cuồng dừng lại ở trạm xăng gần bạn nhất khi đến giờ đổ xăng. Thay vào đó, bạn sẽ có thời gian nghiên cứu một chút. Có những ứng dụng tìm trạm xăng đặc biệt để giúp bạn tìm được giá tốt nhất trong khu vực của mình. Thỉnh thoảng là có thể ở tỉnh bên cạnh hoặc xuyên biên giới. Và xăng rẻ thì không mua cạnh đường cao tốc nha. Khi bạn đã sẵn sàng trung thành với một hãng xăng, đừng ngần ngại yêu cầu đòi quyền lợi cho mình. Đăng ký chương trình khách hàng thân thiết, lưu ứng dụng, nhận thẻ, bất cứ điều gì cần thiết để được giảm giá, hoàn tiền, thêm điểm và các đặc quyền khác từ họ. Các cửa hàng tạp hóa hợp tác với chuỗi xăng cho phép bạn sử dụng số điểm tích được tại cửa hàng để được giảm giá. Ngay cả tiết kiệm mấy ngàn một lít thôi cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Vì vậy hãy nhớ hỏi nhé. Các chủ sở hữu xe Lime ơi, cái này là dành cho bạn. Hãy thử bật điều hòa trong khi xe của bạn vẫn đang cắm bộ sạc xem. Nó sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của xe khi bạn đi trên đường, đồng nghĩa với việc tiêu tốn ít tiền xăng hơn. Nếu bạn đang lái một trong những mẫu ô tô mới hơn, động cơ của bạn phải tự động dừng khi bạn để ô tô chạy không tải. Nếu đó không phải là trường hợp của bạn, hãy tránh chạy không tải để tiết kiệm nhiên liệu nha. Đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh mất từ 45 đến 120 giây và việc khởi động ô tô của bạn chỉ cần 10 giây đổ xăng thôi. Vì vậy, nếu bạn phải dừng hơn 10 giây, hãy tắt máy xe. Nếu bạn để nó chạy, nó có thể ngốn thêm gần 2 lít nhiên liệu mỗi giờ. Bây giờ, trong trường hợp an toàn không phải là một trong những mối quan tâm chính của bạn, thì ít nhất hãy chăm sóc chiếc xe của bạn thật tốt vì lý do kinh tế. Kiểm tra xem lốp xe của bạn có được bơm căng ít nhất mỗi tháng một lần hay không. Khi được bơm căng quá mức, chúng sẽ hao mòn nhanh hơn, kéo lê và lãng phí xăng. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng ô tô của bạn để xem tần suất bạn nên điều chỉnh động cơ của mình. Nó phụ thuộc vào số năm sử dụng và mẫu xe. Vệ sinh bộ lọc để xe chạy ít ăn xăng hơn. Sử dụng đúng loại dầu động cơ, nếu không, động cơ của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn bình thường và gây lãng phí xăng. Không cần phải tỏ ra ngầu và đổ đầy nhiên liệu cao cấp, trừ khi bạn có một động cơ hiệu suất cao thực sự, không thể chạy bằng bất cứ thứ gì khác. Điều đó sẽ khiến bạn tốn ít tiền hơn trong thời gian dài và sẽ không làm cho xe của bạn chạy nhanh hơn, sạch hơn hoặc đi được quãng đường tốt hơn đâu. Nếu hướng dẫn sử dụng ô tô của bạn đề xuất nhưng không yêu cầu cao cấp, thì ít nhất hãy chọn loại thấp hơn để tiết kiệm thêm. Hóa học xăng dầu đã phát triển trong những thập kỷ qua, vì vậy đừng lo lắng về chất lượng của xăng thông thường. Cái nào cũng tốt.
Nếu bạn có một chiếc xe cũ hơn, hãy kiểm tra niêm phong nắp xăng của bạn. Một khi nó yếu đi, oxy sẽ rò rỉ vào bình xăng. Khi điều đó xảy ra, xăng hao nhanh hơn. Bạn có thể thay nắp xăng, nhưng hãy chuẩn bị rằng các cảm biến có thể không nhận ra nắp mới trừ khi nó đến từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp được ủy quyền. Nếu xe bạn dùng hộp số sàn, bạn thật may mắn, bạn có toàn quyền kiểm soát vòng tua máy của mình, tức là số vòng quay mỗi phút. Bản răng thấp hơn có nghĩa là vòng tua máy cao hơn. Vòng tua máy càng cao, động cơ tạo ra moment xoắn càng lớn và càng sử dụng nhiều nhiên liệu. Vì vậy, hãy chuyển sang các bánh răng phía trên một cách nhanh chóng. Không phải xe nào cũng giống nhau, nhưng một giải pháp tối ưu sẽ là chuyển sang số 2 khoảng 24 km/h và chuyển sang số cao nhất vào thời điểm bạn đang đi với tốc độ 48 đến 56 km/h. Thùng chở hàng đó và đường dành cho xe đạp mà bạn có trên nóc phương tiện của mình sẽ phải bị bỏ đi thôi. Chúng làm tăng sức cản của gió cho ô tô của bạn. Vì vậy, động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì tốc độ. Nó có thể có nghĩa là tiêu thụ nhiên liệu thêm tới 20% trên đường cao tốc và lên tới 8% trong thành phố. Nếu bạn cần thêm nơi lưu trữ, hãy chọn các hộp chở hàng gắn phía sau nhé. Đối với những bạn đang cần mua ô tô ngay bây giờ, hãy cân nhắc một chiếc xe xăng lai điện, xe cắm điện lai hoặc xe điện. Ý tôi là bạn chắc chắn sẽ cắt giảm chi phí xăng với một chiếc ô tô điện. Giả sử nếu bạn chưa sẵn sàng cho quá nhiều thay đổi đi. Trong trường hợp đó, nhiều mẫu xe phổ biến thực sự có dạng lai đấy. Toyota RAV4, Hyundai Sonata và Volvo XC90 đều dành cho bạn. Bạn có thể biến cây diêm bình thường thành diêm không thấm nước đấy. Hãy phủ một lớp sơn móng tay lên diêm và để sơn khô lại. Khi đã hoàn thành, diêm sẽ đủ khô để đánh lửa dù cho bạn có làm rơi nó vào nước đi chăng nữa. Bạn bị lạc ở đâu đó vào mùa đông và đang khát nước ư? Đừng ăn tuyết nhé! Tuyết chứa nhiều không khí hơn là nước nên bạn sẽ chẳng cảm thấy đã khát hơn đâu. Bên cạnh đó, bạn sẽ làm lãng phí năng lượng của cơ thể khi cố ăn tuyết. Tệ hơn thế nữa, bạn có thể khiến thân nhiệt giảm và thậm chí là mắc bệnh đấy. Nếu bạn đang ở trong trường hợp mặt đối mặt với một con sói đồng cỏ hay chó sói thì đừng hướng lưng về phía chúng. Hãy từ từ rút lui khi đứng đối diện con vật ấy. Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả đối với một con thú đơn độc. Nếu bạn gặp phải cả đàn thì điều quan trọng nhất đó là đảm bảo rằng chúng không vây quanh bạn. Hãy đi lùi về chỗ một cái cây và tựa lưng vào đó. Tiếp theo, chọn lấy một khoảnh khắc phù hợp và trèo thật nhanh lên cái cây này. Một vài lớp quần áo sẽ giúp bạn được ấm áp hơn là chỉ một chiếc áo ấm lót lông hay áo khoác dạng phao. Không khí sẽ mắc kẹt giữa các lớp quần áo, giúp cách nhiệt và giữ cho cơ thể ấm áp. Nếu bạn bị lạc trong rừng, hãy cố gắng ngủ lại nơi cao hơn mặt đất một chút. Bạn có thể nằm trên một cái giường tạm thời làm bằng những lớp cành cây và lá hoặc mắc võng trên cây. Vào buổi tối, khi nhiệt độ hạ xuống, mặt đất sẽ rất lạnh. Dù bạn có nhóm lửa thì đám lửa ấy cũng sẽ tàn khi bạn đi ngủ và mặt đất sẽ làm thân nhiệt của bạn thấp đi. Bạn rong ruổi trên một cái thuyền giữa biển, không thức ăn, không lưới đánh cá và bạn thì đang đói. Đáng lẽ đó chỉ là một chuyến đi kéo dài 3 giờ đồng hồ thôi. Nhưng đoán xem nào, bạn có thể câu cá với sự trợ giúp của dây giày hay bất kỳ đồ vật nào, điện thoại, đồng hồ, chìa khóa. Bóng của thuyền trên biển có thể thu hút cá và những đồ vật phản chiếu ánh sáng có thể hiệu quả như mồi câu. Hãy buộc chìa khóa của bạn vào dây giày và dùng thứ này như một cái dây câu cá. Dù cho cá không cắn câu thì những hoạt động như thế này cũng là một phương pháp hiệu quả để duy trì một bộ não khỏe mạnh trên biển lớn. Một lần thiền ngắn có thể giúp bạn không bị hoảng loạn. Bạn cần tập trung vào hơi thở của mình và khiến nó chậm lại. Não của bạn sẽ nhanh chóng bình tĩnh và không còn chú ý đến cơn hoảng loạn nữa. Mặt nạ oxy trên máy bay cũng hoạt động với nguyên lý tương tự. Khi bạn điều khiển hơi thở của mình, sự tập trung sẽ được chuyển hướng khỏi những điều tồi tệ đang diễn ra. Bạn có thể làm đuốc từ một khúc gỗ. Hãy đặt khúc gỗ theo chiều dọc, khắc sâu lên đầu khúc gỗ một hình ngôi sao. Đặt cỏ, lá và que khô vào bên trong chỗ khắc. Khi bạn đã hoàn thành, hãy nhóm lửa trên khúc gỗ và theo dõi nó cháy trong vòng 3 tiếng. Cái đuốc này sẽ hiệu quả như đuốc bình thường, dù cho khúc gỗ có kích thước và chất liệu nào đi chăng nữa. Nếu bạn gặp một con gấu xám đang giận dữ thì đừng cố chạy thoát thân vì con gấu ấy có thể dễ dàng vượt qua bạn. Thay vào đó, hãy nằm xuống và bất động. Thông thường, gấu xám chỉ tấn công khi chúng thấy có mối nguy hiểm. Vì thế, con vật sẽ tha cho bạn nếu bạn cho chúng thấy rằng mình sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả đối với gấu xám. Nếu bạn không thể tránh được một vụ đụng độ, thì hãy từ từ đi lùi và dùng chai xịt gấu. Nếu bạn không có vật dụng phòng thân này, bình xịt hơi cay sẽ có tác dụng tương tự, đó là làm gấu mất phương hướng và khiến nó hoảng sợ mà chạy đi, hoặc không. Đừng ăn quả mọng hay nấm trong rừng nếu bạn không biết chính xác chúng là gì. Những thực vật này có thể mang độc. Nếu không còn lựa chọn nào khác thì hãy ăn lớp vỏ trong của cây thích, cây bạch dương hoặc cây thông để lấp đầy dạ dày. Hãy dùng dao loại bỏ phần vỏ xù xì bên ngoài để nhìn thấy phần trắng mềm bên trong. Bạn có thể luộc mềm phần trắng này hoặc nướng để chế biến một món ăn vặt giòn giòn. Và nếu bạn quá đói, hãy đi tìm những con kiến. Có thể kiến không phải là món ăn ngon miệng nhất nhưng chúng lại rất dinh dưỡng đấy nhé. Nếu bạn không có đồng hồ thì hãy dùng ngón tay để tìm hiểu xem còn bao nhiêu lâu nữa mặt trời sẽ lặn. Nâng tay lên sao cho bàn tay hướng về phía bạn. Ngón tay của bạn nên nằm giữa mặt trời và đường chân trời. Hãy đếm xem có bao nhiêu ngón tay vừa với khoảng trống này. Độ dày của mỗi ngón tương đương 15 phút. Vậy nên, bạn có thể tính được mặt trời lặn trong bao nhiêu phút nữa. Nếu bạn bị lạc và cần nhóm lửa để thu hút sự chú ý, thì hãy ném vào đó thật nhiều cành thông, tuyết tùng, quả thông và những đồ vật bằng cao su không cần thiết. Ngọn lửa sẽ thải ra rất nhiều khói đen và có thể quan sát được từ xa. Nếu bạn đang đi trên sa mạc mà không có nước và chỉ có một chút đồ ăn, thì hãy cố nhịn ăn càng lâu càng tốt. Càng ăn, bạn càng cảm thấy khát. Cơ thể cần nước để tiêu hóa thức ăn, vì vậy nó sẽ dùng hết lượng nước ít ỏi mà bạn có. Một người không ăn có thể sống lâu hơn nhiều với một người không được uống nước. Vì thế, đừng ngại chịu đói. Bạn tìm thấy một vũng nước bẩn trong nước. Nếu bạn đã quá khát, hãy đổ đầy nước vào chai và lọc nó thành nước uống được. Để lọc nước, hãy cuộn gạc y tế hoặc một miếng vải lại, đặt một đầu cuộn vào chai nước bẩn và đầu còn lại vào chai không. Nước sạch sẽ, nhanh chóng chảy vào chai rỗng, qua cuộn vải, còn tạp chất thì sẽ ở lại trong chai nước bẩn. Trước khi đi bộ đường dài, hãy thay thế dây giày bình thường của bạn bằng dây giày dạng dù. Nếu không có đủ dây thừng, thì dây giày loại này sẽ cho bạn thêm vài mét trong những tình huống khẩn cấp. Nếu bạn bị lạc trong rừng và không có gì để sưởi ấm, thì hãy nhặt lá và cỏ khô trên mặt đất và đặt chúng ở giữa hai lớp quần áo. Cách này sẽ giúp bạn giữ ấm trong một thời gian dài. Khi bạn bị lạc trong sa mạc, cố di chuyển vào ban ngày càng ít càng tốt. Hãy tìm hoặc tạo ra một bóng râm từ những dụng cụ có sẵn rồi ngồi đợi cho đến khi trời tối. Vào ban đêm, bạn sẽ dùng ít năng lượng và chất lỏng hơn khi đi bộ. Cách này giúp bạn tránh được nguy cơ sốc nhiệt. Nếu bạn bị ngã xuống sông hay hồ băng, đừng cố ra khỏi đó giống cách ra khỏi hồ bơi. Nếu bạn đặt tay lên băng và cố đẩy cơ thể ra ngoài bằng cánh tay thì băng có thể nứt. Bạn cần duỗi tay song song với bề mặt nước đá và duỗi chân ra sau. Nhờ vậy mà bạn có thể nổi trên nước. Từ vị trí nằm ngang này, hãy đập chân như thể bạn đang bơi, rồi di chuyển cánh tay thật cẩn thận nhưng không đặt quá nhiều trọng lượng lên băng. Như thế, bạn sẽ thoát được tình huống này. Nếu bạn cần nhóm lửa tại một nơi nhiều gió thì đây là cách thực hiện. Hãy đào hai hố nằm cạnh nhau và tạo một đường hầm dưới lòng đất để thông hai cái hố này với nhau. Nhóm lửa bên trong một hố. Gió sẽ không thể dập được lửa và ngọn lửa này sẽ lấy không khí từ lỗ thứ hai. Phương pháp vừa nêu cũng hiệu quả nếu bạn cần nhóm lửa mà không muốn gây sự chú ý. Trong bóng tối, người khác sẽ không nhìn thấy ngọn lửa này. Đừng vứt hay làm bóp nổ màng xốp bong bóng nhé. Hãy mang theo thứ này khi đi bộ đường trường. Nó sẽ bảo vệ bạn khỏi thời tiết lạnh giá tốt hơn bất kỳ chiếc chăn dày cộm nào. Những bong bóng khí bé nhỏ ấy cách nhiệt rất tốt. Hãy đặt loại màng xốp này vào giữa các lớp quần áo và nó sẽ khiến nhiệt không thể thoát đi. Loại ni lông cấu tạo nên màng xốp này cũng chống nước, vì thế nó sẽ giúp bạn không bị ẩm ướt. Khi đang bơi ngoài biển, đừng đi xa khỏi bờ. Bạn có thể bị đánh vào những dòng chảy rút xa bờ đấy. Nếu tình huống này xảy ra, điều quan trọng nhất để ghi nhớ đó là không bơi ngược dòng. Điều này sẽ chỉ làm lãng phí và hút cạn năng lượng của bạn mà thôi. Với khả năng rất cao là bạn sẽ không thể chế ngự được dòng chảy của biển. Thay vào đó, hãy bơi sang một bên, dọc theo bờ biển. Sớm muộn gì thì bạn sẽ thoát khỏi dòng chảy và có thể an toàn bơi về bãi biển. Nếu bạn bị mắc kẹt trong một thang máy đang rơi, đừng cố nhảy lên khi va chạm xảy ra. Cũng đừng đưa cơ thể vào tư thế ngồi hoặc đứng. Bạn cần nằm trên sàn và hướng mặt về phía trần. Mở chân càng rộng càng tốt, che mặt bằng một tay và dùng tay còn lại đỡ sau đầu để bảo vệ bộ phận này. Như thế, lực tác động lên cơ thể sẽ giảm khi bạn rơi xuống. Bạn bị lạc. Một chiếc trực thăng giải cứu đang bay bên trên khu rừng, nhưng bạn không có pháo sáng và không có thời gian để nhóm lửa nữa rồi.
hãy dùng một cái gương nhỏ hoặc màn hình điện thoại để phản chiếu ánh nắng, hướng tia sáng vào phía trực thăng. Đội giải cứu sẽ phát hiện ra ánh sáng chói mắt này và bay đến hỗ trợ bạn. Bạn đỗ xe trong một con hẻm tối, khóa lại và để đó vài phút để đi uống cà phê. Khi bạn quay lại, chiếc xe thân yêu đã không còn ở đó. Còi báo động vang lên. Ồ, chờ đã, đó là báo thức. Phù, may mắn thay, tất cả chỉ là một giấc mơ và bạn chỉ mong nó không bao giờ trở thành sự thật. Đầu tiên, bạn có thể lắp khóa vô lăng trên ô tô của mình. Nó có thể là một thanh kim loại dài gắn trên vô lăng hoặc một khóa xích nối với khóa dây an toàn. Cả hai lựa chọn này đều khiến những kẻ xấu đột nhập vào xe của bạn mất nhiều thời gian hơn, nhưng không thể đảm bảo 100% xe bạn sẽ không bị trộm. Kẻ trộm có thể chỉ cần cắt tay lái hoặc thậm chí là khóa. Vì thế, bạn cần thêm một vài lớp bảo vệ để chắc chắn hơn. Bọn tội phạm thích sử dụng các thiết bị bắt tín hiệu và chúng lấy cắp ô tô mà không cần chìa khóa. Ví dụ, nếu ô tô đang đậu trong gara của một ngôi nhà riêng hoặc dưới cửa sổ của một tòa nhà nhiều tầng, bạn có thể truy cập chìa khóa thông qua thiết bị vô tuyến. Lũ trộm có thể dễ dàng can thiệp vào tín hiệu và chủ sở hữu của chiếc xe sẽ không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Để bảo vệ chìa khóa của bạn khỏi bị tấn công qua nhiều lớp, ngay cả khi bạn cất chìa khóa ở nhà, hãy sử dụng thứ gì đó bằng kim loại. Đơn giản là bạn chỉ cần bọc chìa khóa trong giấy bạc để chặn tín hiệu vô tuyến hoặc cất chúng trong hộp kim loại an toàn. Đậu xe ở những nơi có ánh sáng tốt và có camera an ninh. Lối vào tòa nhà và bãi đậu xe là lựa chọn tốt nhất. Một gara riêng biệt không phải lúc nào cũng là ý tưởng hay nhất vì nó có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Vì vậy, nếu bạn đỗ xe ở một trong những nơi này, hãy đỗ gần nơi người trông giữ xe hoặc nơi camera an ninh có thể bao quát được. Xoay bánh xe quay về phía lề đường ở bất cứ nơi nào bạn đỗ xe. Điều này sẽ gây khó khăn hơn cho những kẻ trộm cố kéo ô tô bằng xe đầu kéo. Để ăn trộm một chiếc ô tô, một tên tội phạm sẽ phải thực hiện thêm một số thao tác. Việc đó đòi hỏi cần có thời gian và công sức và có thể làm nhụt chí những kẻ có ý đồ xấu. Trong nhiều trường hợp, xe của bạn không phải là thứ lũ trộm muốn nhắm tới. Đó là chiếc máy tính xách tay mới tinh mà bạn để quên ở ghế trước hoặc chiếc ví hàng hiệu trông có vẻ có nhiều thứ giá trị bên trong. Kẻ xấu sẽ rất khó cưỡng lại những thứ như vậy và sau cùng chúng sẽ tìm cách đột nhập vào xe bạn. Vì thế, hãy dành thêm chút thời gian để giấu đồ đạc của bạn trong cốp xe và chiếc xe của bạn ít hấp dẫn lũ trộm hơn. Đừng nhảy ra khỏi xe ngay cả khi bạn chỉ cần mua thứ gì đó trong chốc lát. Nếu bạn cần ra ngoài, việc đầu tiên là hãy luôn tắt động cơ, đóng cửa sổ và khóa cửa xe. Cất đăng ký xe ngay trên xe là điều khiến cuộc sống của những tên trộm trở nên dễ dàng hơn. Chúng có thể xuất trình giấy tờ cho cảnh sát trong trường hợp bị chặn lại để kiểm tra. Thông tin bảo hiểm và số VIN của bạn có thể giúp lũ trộm lấy được chìa khóa mới để mở xe mà không gặp trở ngại gì. Nếu bạn không phải là người duy nhất sử dụng xe, hãy tìm một nơi bí mật nào đó để giấu đăng ký và chỉ cho những người mà bạn tin tưởng 100% biết về nơi này. Bạn cũng có thể chụp lại giấy tờ sở hữu và thông tin bảo hiểm và lưu trên điện thoại thông minh của mình. Một lựa chọn khác là photo những tài liệu quan trọng đó và giữ bản photo bên mình. Đánh dấu kính chắn gió, cửa sổ và gương của bạn bằng số VIN. Đây là số nhận dạng của xe. Dịch vụ không tốn nhiều tiền nhưng sẽ làm nhụt chí những kẻ xấu. Chúng sẽ phải bỏ tiền ra để thay phần kính đã đánh dấu và phải suy nghĩ lại xem có nên tốn thêm tiền sau khi trộm xe của bạn không. Bạn cũng có thể chơi trò gián điệp và để lại các dấu trên các bộ phận khác nhau của xe bằng dùng bút mực tàng hình hoặc viết thông tin nhận dạng của bạn lên các bộ phận dưới dạng chấm nhỏ. Điều này sẽ không ngăn được bọn trộm, nhưng nó sẽ giúp việc theo dõi chiếc xe dễ dàng hơn nếu nó bị đánh cắp. Nếu biết rằng mình sẽ phải để xe ở một nơi xa lạ và cảm thấy đó không phải là nơi an toàn, hãy giấu một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng cũ đang bật trong đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có cách để theo dõi các thiết bị đó nhé. Sau đó, tính năng tìm điện thoại của tôi sẽ giúp bạn xác định vị trí của điện thoại và ô tô chỉ trong vài giây. Bạn có thể đăng ký gói dữ liệu giá rẻ để theo dõi xe theo thời gian thực hoặc dựa vào GPS, nó sẽ hoạt động ngay cả khi không có thẻ SIM. Hãy bảo vệ gương chiếu hậu khỏi những tên trộm bằng những tấm phủ đặc biệt. Bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu có khóa làm từ vật liệu chống cắt. Những tấm phủ cũng sẽ bảo vệ gương chiếu hậu của bạn khỏi chảy xước và kéo dài tuổi thọ của chúng. Ngoài ra, bạn có thể thỏa sức sáng tạo và chọn những tấm phủ có logo của đội bóng yêu thích của mình hoặc thứ gì đó có ý nghĩa với bạn. Một ý tưởng không tồi để trang trí chiếc xe của bạn với ngân sách tiết kiệm, phải không?
kẻ trộm xe dùng nhiều cách khác nhau để đánh lạc hướng sự chú ý của bạn. Một mảnh giấy dính vào kính chiếu hậu, một chai nhựa đè lên bánh xe, hoặc một chiếc áo sơ mi trên cốp xe của bạn. Những thứ này và những thứ nhỏ nhặt khác có thể sẽ khiến bạn ra khỏi xe. Kẻ xấu cũng có thể giả vờ tốt bụng, muốn giúp bạn và bảo bạn tấp vào lề vì có thứ gì đó dưới gầm xe. Như mọi khi, mục đích ở đây là khiến bạn ra khỏi xe và chúng có thể lấy cắp nó. Vì vậy, thay vì ra khỏi xe, hãy đóng cửa sổ, khóa cửa xe và đừng ra ngoài nếu ai đó đáng ngờ đang quanh quẩn gần đó. Tội phạm không phải là yếu tố duy nhất mà bạn cần đề phòng cho phương tiện của mình. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt cũng có thể là một vấn đề. Nếu bạn không muốn thấy cần gắn nước của xe bị kẹt vào kính chắn gió và phải cạo chúng đi mỗi sáng, hãy để chúng ở vị trí dựng thẳng khi không lái xe. Nhiều khả năng bạn sẽ nghe nói rằng đó là một ý tưởng tồi vì nó làm hỏng lò xo của cần gạt và khiến ai đó muốn lấy trộm chúng. Đừng lo lắng, lò xo không mất tính đàn hồi và thực sự không có nhiều người để mắt đến cần gạt nước của xe bạn đâu. Trong trường hợp bạn quên gạt cần gạt nước và thấy chúng bị kẹt vào kính chắn gió, hãy thử bật điều hòa. Khí lạnh cũng sẽ làm tan băng các cửa sổ giống như khí ấm. Điều hòa hoạt động bằng cách hút ẩm trong không khí. Nếu ổ khóa của bạn bị đóng băng và bạn không thể vào trong ô tô của mình, hãy thử dùng một ít nước rửa tay. Chất đó có thể làm tan băng mà không gặp vấn đề gì. Để kính chắn gió khỏi bị đóng băng, hãy trộn 3 phần giấm và 1 phần nước rồi xịt dung dịch đó lên cửa sổ qua đêm. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cạo lớp băng tuyết vào buổi sáng. Luôn đảm bảo bình xăng xe bạn đầy hơn một nửa mỗi khi thời tiết lạnh. Không khí ẩm sẽ tràn vào bất kỳ khoảng trống nào phía trên nhiên liệu trong bình xăng và sẽ ngưng tụ thành nước khi trời lạnh. Nước đặc hơn xăng và vì thế sẽ lắng xuống đáy bình xăng. Đến khi tích tụ đủ, nước sẽ đi qua đường dẫn nhiên liệu đến động cơ và điều đó không tốt chút nào. Để tránh cho chiếc xe yêu thích của bạn khỏi bị rỉ sét, hãy rửa xe thường xuyên. Hành động đơn giản này cũng có thể tạo ra khác biệt vì bụi bẩn làm hỏng lớp bảo vệ của lớp sơn trong suốt và tạo điều kiện cho rỉ sét xâm nhập dễ dàng hơn. Đừng quên rửa gầm xe và các hốc bánh xe. Hãy chắc chắn rằng sơn xe không bị xước hoặc bong chóc. Bạn cần lớp đó để bảo vệ xe của bạn khỏi các hóa chất và bụi bẩn. Vào mùa lạnh, muối trên đường phố cũng có thể gây ra một vài vết rỉ sét. Để tránh điều này, bạn nên rửa xe ít nhất là hàng tuần, kể cả trong mùa đông. Và đừng quên wax bóng cho xe của bạn ít nhất 2 lần một năm. Đó là một cách hay khác để giữ cho lớp sơn của bạn luôn đẹp như mới và bảo vệ nó khỏi tia UV. Một điều nữa là giữ vệ sinh sạch sẽ bên trong. Nếu bạn làm đổ thứ gì đó trong xe, hãy luôn lau sạch. Bạn sẽ không muốn chất lỏng thấm sâu hơn và làm hỏng các bộ phận kim loại đâu. Đây chính xác là cách gây ra rỉ sét đấy. Bạn đã quá quen với việc lướt web, chơi game và kết nối với bạn bè trên các trang mạng xã hội. Mọi tiện ích này đều có sẵn trong chiếc iPhone nằm tại túi quần của bạn. Nhưng bạn sẽ thấy sao nếu tôi nói rằng chiếc điện thoại này còn rất nhiều công dụng ẩn nữa nhỉ? Chạm mặt sau. Bạn đã bao giờ để ý đến cái logo Apple đẹp mắt ở mặt sau của iPhone chưa? Nếu bạn dùng ốp lưng thì hãy gỡ nó ra mà xem nhé. Được rồi, giờ có thể bạn đang nghĩ rằng có gì bí mật đâu, đây chỉ là logo thương hiệu của iPhone thôi mà. Đúng là nó không quá đặc biệt, nhưng bạn có biết rằng đây không chỉ là một đặc điểm trang trí đẹp mắt không? Thật ra đó cũng là một cái nút đấy. Không tin tôi sao? Hãy thử mà xem. Nhưng trước khi chạm vào nó như thể bạn đang dùng nhầm mặt điện thoại, thì bạn phải điều chỉnh cài đặt đã. Đó chính là lý do khiến tính năng tiện dụng này được coi là bí mật. Đầu tiên, mở cài đặt, nhấn vào trợ năng, sau đó nhấn vào menu cảm ứng và vuốt xuống cuối danh sách. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn, chạm mặt sau. Bạn đã tìm thấy chưa? Tuyệt! Bạn có thể chọn chạm 2 lần hoặc chạm 3 lần tùy theo ý thích của bạn. Và trên hết là bạn có vô số phương án để lựa chọn. Bạn có thể điều chỉnh tính năng chạm mặt sau để chụp ảnh bằng ứng dụng máy ảnh, gọi Siri, chuyển sang ứng dụng khác và chụp ảnh màn hình. Cách này sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tập thể dục ngón tay khi bạn cần chụp ảnh màn hình đấy. Điều chỉnh phát âm của Siri. Bạn đã bao giờ yêu cầu Siri gọi cho một người bạn của mình chưa? Có thể bạn đã yêu cầu Siri gọi cho Hermione, vậy mà Siri lại trả lời rằng đang gọi cho Hermione. Ok, dù bạn không có số của Hermione trong danh bạ điện thoại, nhưng chúng ta đều nhất trí rằng cái tên đó không dễ phát âm nhỉ?
Siri có thể là một trong những trợ lý kỹ thuật số thông minh nhất trong thị trường điện thoại thông minh, và đôi khi cô nàng còn hơi lém lỉnh. Nhưng người bạn đồng hành này của iPhone thường gặp khó khăn khi phát âm cả những cái tên phổ biến nhất. Nếu điều này làm phiền bạn, thì bạn sẽ rất vui khi biết rằng mình có thể sửa cách phát âm của Siri đấy. Cách đơn giản nhất khi nghe Siri phát âm sai, hãy nói: "Phát âm vậy không đúng rồi." Câu lệnh này sẽ bắt Siri hỏi về cách phát âm chính xác cho từng từ trong họ tên hoặc tên của một địa điểm, nếu đó không phải tên người. Khi bạn đã chỉ dẫn xong, Siri sẽ đưa ra một vài phương án và bạn chỉ cần chọn cách phát âm đúng mà thôi. Nếu người bạn thân ảo của bạn vẫn gặp khó khăn, thì bạn có thể đánh vần cái tên ấy. Hãy mở danh bạ, chọn người mà Siri phát âm nhầm và bấm vào chỉnh sửa. Bạn có thể thêm cách phát âm chính xác trong phần ghi chú bằng phiên âm và nhấp vào cách phát âm chính tả để huấn luyện Siri đọc đúng. Đôi khi cô trợ lý ảo siêu thông minh của bạn cũng cần được trợ giúp mà. Hey Siri, phải đọc Leviosa chứ không phải Leviosor nhé. Ứng dụng đo lường. Lúc nào cũng mang theo một bộ dụng cụ đo đạc chắc sẽ lỉnh kỉnh lắm nhở. Hoặc nhỡ đâu bạn quên mất là mình đã cất cái thước dây ở ngăn kéo nào. Nhưng không sao đâu, vì iPhone còn có một bí mật nữa sẽ giúp bạn đấy. Bạn có biết rằng iPhone sở hữu một số công cụ có thể phục vụ nhu cầu làm mộc của bạn không? Ví dụ như là ứng dụng đo lường. Bạn không cần dùng đến cái thước dây dài, mềm và khó sử dụng đó để đo bàn cà phê, giá sách hay chiếc đi văng của mình nữa đâu. Ứng dụng này sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để đo các đồ vật xung quanh bạn bằng máy ảnh của điện thoại. Điều đầu tiên bạn cần làm là di chuyển điện thoại xung quanh nơi bạn muốn đo để ứng dụng phân tích. Sau đó, bạn sẽ thấy một vòng tròn màu trắng cùng một dấu chấm ở giữa màn hình. Đến bước này thì ứng dụng sẽ hoạt động khá giống một cái thước đo thật. Bạn chỉ cần đưa dấu chấm trùng với góc của vật mà bạn muốn đo và di chuyển dấu chấm đến điểm kết thúc. Nếu bạn là một thợ xây thì có thể bạn sẽ muốn gắn bó với thước vật lý để đo đạc chính xác hơn đấy. Các chuyên gia không nên sử dụng phương án này, nhưng nó có khả năng ước lượng khá xuất sắc. Ứng dụng đo lường cũng có thể được dùng làm thước thủy để đo độ cân bằng. Chỉ cần chuyển thẻ cân bằng trong ứng dụng và đặt điện thoại lên bề mặt mà bạn muốn đo là xong. Khi bạn thấy màn hình màu xanh lá cây và số 0 thì bề mặt ấy đã bằng phẳng. Nó không quá khác biệt so với tính năng thăng bằng của ứng dụng la bàn, vì vậy có lẽ bạn đã từng dùng tính năng này rồi. Với hộp công cụ kỹ thuật số mới, iPhone sẽ khiến bạn trở thành người khéo tay nhất nhỉ. Tự tạo kiểu dung. Ngày nay, tất cả chúng ta đều đang sống với nhịp độ khá nhanh và bận rộn. Dù bạn đang ở nơi làm việc, trong rạp chiếu phim hay đi học tại trường, thì iPhone cũng thường được đặt ở chế độ dung. Chắc chắn là bạn có nhiều lựa chọn đối với nhạc chuông. Nhưng những giai điệu đột ngột phát lên trong túi quần của chúng ta thường làm mọi người xung quanh bị phân tâm. Hoặc tệ hơn, điều này có thể dẫn đến việc điện thoại bị người sếp hoặc vị giáo viên đang khó ở của bạn tịch thu. Nhưng may mà iPhone có rất nhiều kiểu rung để bạn lựa chọn. Bạn có thể cài đặt các kiểu rung khác nhau cho những dịp khác nhau hoặc các số điện thoại khác nhau. Bạn không thích những lựa chọn này sao? Apple cũng có cách giải quyết cho bạn đấy. Còn một tính năng ẩn khác là tạo kiểu rung tùy ý cho các thông báo trên iPhone. Nếu bạn muốn cảm nhận nhịp điệu của bài hát yêu thích khi bạn thân gọi điện hoặc nhắn tin hay để làm báo thức, thì hãy tạo mẫu rung đó trên iPhone. Một lần nữa, bạn sẽ cần vào cài đặt, sau đó vào âm thanh và cảm ứng. Hãy chọn giai điệu mà bạn muốn tự sáng tạo. Chọn rung. Sau đó, tạo kiểu rung mới. Bước tiếp theo là tạo ra những bản rung hay ho như DJ không tiếng động bằng cách chạm ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn tạo được nhịp điệu im lặng mà bạn hài lòng. Bây giờ, bạn đã có một điệu rung theo ý thích của mình. Cách này có thể khiến những lần báo thức sáng sớm trở nên dễ chịu hơn một chút đấy nha. Trackpad. Với điện thoại thông minh, chúng ta không còn cần hai tay để sử dụng bàn phím nữa. Bạn chỉ cần một ngón tay cái điệu nghệ thôi. Tuy nhiên, đôi khi gõ như vậy cũng hơi mệt mỏi vì chúng ta dễ mắc lỗi chính tả và tất cả các ký tự không thể cùng lúc hiện trên cái bàn phím chật chội ở bên dưới màn hình điện thoại. Bạn đang gõ một đoạn văn bản dài, rồi nhận ra mình gõ thiếu chữ cái R trong từ Drive ở tít câu trên. Và rồi bạn bè hiểu lầm ý của bạn.
việc sửa từ đó sẽ thật khó khăn, nên dễ nhất là cứ xóa hết đi và soạn lại tin nhắn từ đầu. Nếu bạn là một cảnh sát ngữ pháp, đối với các tin nhắn của mình, thì có lẽ bạn sẽ muốn chuyển bàn phím sang chế độ trackpad để chỉnh sửa dễ dàng hơn đấy. Đúng vậy, đây lại là một viên ngọc ẩn khác trên iPhone của bạn. Tính năng trackpad cực kỳ dễ sử dụng, bạn chỉ cần giữ ngón tay trên phím cách. Tất cả các phím khác sẽ chuyển sang màu xám và bạn có thể di chuyển con trỏ đến bất cứ nơi nào mình cần. Sau đó, hãy nhấc ngón tay ra khỏi phím cách để tiếp tục nhập văn bản. Còn một điều phiền toái khác khi nhập văn bản trên bàn phím iPhone nhỏ xíu nữa, đó là bạn phải chuyển tab để sử dụng số và ký hiệu. Dù có lẽ không dùng nhiều, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy hơi bực bội khi phải chuyển tab nhiều lần dù chỉ soạn một tin nhắn. Tuy nhiên, có một tính năng ẩn khác trong bàn phím iPhone sẽ giúp bạn đỡ mệt mỏi. Thay vì chạm vào tab số 1, 2, 3, hãy giữ nó và bàn phím số và bàn phím biểu tượng sẽ hiện ra. Miễn là bạn vẫn giữ thì tab đó sẽ tiếp tục mở để bạn chọn ký tự. Sau đó, khi bạn thả tay ra, tab chữ cái sẽ quay trở lại. Rồi bạn sẽ soạn tin tốc độ đến mức còn viết được cả một cuốn tiểu thuyết trên điện thoại của mình luôn ấy chứ. Bạn đã bao giờ buộc một sợi dây giữa hai chiếc cốc nhựa để nói chuyện với ai đó ở phòng khác trong nhà của bạn chưa? Hồi nhỏ thì trò này đúng là hay, nhưng chiếc cốc nhựa không thể cho bạn biết về thời tiết hoặc giúp bạn gửi email đúng không? Thật vậy, công nghệ đã khác rất nhiều so với hồi chúng ta dùng điện thoại cốc. Bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống trước khi có điện thoại thông minh không? Hiện nay, điện thoại đã gần giống như quần áo hoặc giày dép đối với chúng ta. Đây chính là món phụ kiện trung thành nhất của con người. Và giờ, bạn đã biết thêm một số bí mật hữu ích và sắp trở thành chuyên gia iPhone rồi đấy. Tuy nhiên, nếu bạn không thích các mẹo này thì hãy thử dùng điện thoại cốc nhé. Ít nhất thì nó cũng không thể hết pin mà. Không gì ngon hơn một miếng bánh mì nướng phết bơ thơm ngon cho buổi sáng, nếu ta không tính đến bánh kem mềm nóng hổi. Nhưng nếu bạn cảm thấy khó phết bơ lạnh lên bánh mì nướng thì đây là cách xử lý nè. Dùng dụng cụ bào phô mai, tìm ra số lượng bạn cần và bào phô mai ra. Quá trình này sẽ làm mềm bơ, giúp phết nó dễ dàng hơn và bạn sẽ không phải đun chảy một lượng quá lớn trong quá trình này. Tuy nhiên, món kem mềm nóng hổi đó. Mì khô có đủ loại hình dạng và kích cỡ khác nhau là có lý do. Đó là bởi vì mỗi loại mì sẽ ngon nhất khi dùng cùng một loại nước sốt cụ thể. Ví dụ, mì vỏ sò sẽ hoàn hảo với nước sốt đặc hơn và dày hơn. Tại sao á? Vì nước sốt thấm vào bên trong vỏ sò giúp việc bày trí và thưởng thức trở nên dễ dàng hơn. Bề mặt có gân bên ngoài cũng giúp bọc vỏ mì trong nước sốt. Nếu có khi nào bạn lỡ làm cháy bánh quy của mình, ôi, bạn cũng có thể cứu chúng bằng dụng cụ bào đáng tin cậy của mình đấy. Chỉ cần gọt bỏ những phần bị thâm đen sau khi cẩn thận lấy bánh quy ra khỏi khay nướng thôi. Nhưng hãy cẩn thận và đợi cho đến khi bánh nguội nhé. Ngoài ra, nếu bạn làm hỏng hình dạng của chúng một chút, bạn luôn có thể nhúng chúng vào một ít sô-cô-la tan chảy. Sau khi sô-cô-la nguội, bạn sẽ có những chiếc bánh quy có hình dáng hoàn hảo. Dù thế thì đằng nào bánh cũng được bỏ vào miệng, thì liệu hình dạng của nó có thực sự quan trọng không? Tôi nói thế thôi nhé. Nếu bạn thích thêm nhiều nguyên liệu vào bánh mì nhưng không thực sự thích việc bánh mì bị sũng nước, có một cách để giảm độ ẩm nè. Chọn cà chua hoặc dưa chuột thái lát và đặt chúng vào giữa hai chiếc khăn giấy trong tối đa 5 phút. Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng. Ngoài ra, hãy nhớ phết bơ, phô mai hoặc nước sốt như mayo hoặc sốt cà chua lên bánh mì trước. Điều này sẽ giúp bạn bịt kín bánh mì và giữ ẩm. Một số người cho rằng sợi màu trắng nhỏ gần lòng đỏ trứng cần phải được loại bỏ trước khi nấu trứng. Tôi ở đây để thông báo với bạn rằng những sợi tóc này được gọi là chalaza và bạn thực sự không cần phải loại bỏ chúng đâu. Chúng giúp giữ lòng đỏ ở đúng vị trí, ở trung tâm quả trứng. Chalaza sẽ không làm xáo trộn độ đặc hoặc mùi vị của món ăn. Vì vậy, việc bỏ nó hay không hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng hầu hết các hộp nước trái cây đều có hai nắp, mỗi bên một nắp không? Đó thực ra là tay cầm đấy. Nhà sản xuất thiết kế hộp như thế để chúng ta dễ dàng cầm nắm hơn. Bằng cách này, ta sẽ không phải bóp hộp, khiến nước ép tràn ra ngoài. Bạn không cần phải là một chuyên gia làm bánh mới biết rằng mình có thể sử dụng cả đường trắng và đường nâu trong công thức nấu ăn của mình. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi sự khác biệt giữa hai loại này là gì không? Hóa ra, điều duy nhất khiến chúng trở nên khác biệt là trong quá trình sản xuất, một lượng nhỏ mực đường được thêm vào đường nâu.
Mật đường về cơ bản là một loại siro thu được khi chế biến mía. Nó thường được loại bỏ trong quá trình tinh chế. Đó là cách đường trắng được sản xuất. Nhưng nếu một lượng mật đường vẫn còn trong sản phẩm cuối cùng, chúng ta sẽ thu được đường nâu với hương vị đặc trưng và màu sắc đậm hơn. Ngon phết đó mà. Có rất nhiều thứ bạn có thể cho vào máy rửa chén ngoài bát đĩa. Ví dụ, bạn có thể làm sạch những thứ như găng tay lò nướng silicone hoặc núm của một số thiết bị nhà bếp như lò nướng hoặc bếp nấu. Một số miếng bọt biển nhà bếp và khăn tái sử dụng cũng có thể an toàn khi làm sạch trong máy rửa chén. Nói về các sản phẩm tẩy rửa nhà bếp, có rất nhiều điều bạn có thể làm với xà phòng rửa chén, giống như khử bụi bẩn cho đồ nội thất trong sân nhà bạn. Chỉ cần thêm một chút chất tẩy rửa rửa bát đĩa vào một ít nước ấm và dùng dung dịch này để lau sạch đồ đạc ngoài trời của bạn bằng một chiếc dẻ. Cuối cùng, rửa sạch bằng vòi tưới là được. Bạn cũng có thể sử dụng nước rửa chén để loại bỏ vết dầu mỡ trên quần áo. Dù là nước sốt mì ống hay nước sốt salad, thỉnh thoảng ta lỡ miệng làm rơi ấy, thế thì chỉ cần thoa một ít nước rửa chén lên vết bẩn rồi rửa sạch bằng nước là được. Sử dụng xà phòng không màu cho quần áo mỏng hơn, đối với những vết bẩn khó tẩy hơn, hãy để nước rửa chén ngấm một chút, sau đó cho quần áo vào máy giặt như bình thường, và cân nhắc mua một chiếc yếm xem sao. Nếu không có phương pháp nào giúp bạn sắp xếp tủ quần áo, và bạn vẫn bị choáng ngợp với đống quần áo lớn, thì có một cách đơn giản có thể hiệu quả đấy. Nó được gọi là quy tắc một vào một ra. Điều đó có nghĩa là với mỗi bộ quần áo mới mua, bạn cần phải loại bỏ bộ quần áo bạn đã có. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ luôn dọn dẹp không gian của mình để giúp bạn tìm thấy thứ gì đó trong tủ quần áo của mình dễ dàng hơn. Chúc may mắn nhé! Hãy để những món đồ bạn hay sử dụng nhất ở ngang tầm mắt. Bằng cách này, chúng sẽ dễ dàng được tìm thấy và lấy ra hơn khi bạn đang vội. Những món đồ mà bạn có xu hướng ít sử dụng hơn, chẳng hạn như quần áo ngủ, có thể nằm trên kệ cao hơn hoặc thấp hơn tầm mắt của bạn. Bạn có thể tận dụng tốt những hộp đựng gia vị cũ. Nếu bạn dán vài chiếc nam châm cực mạnh vào bên trong hộp thiết, chúng có thể trở thành kệ từ tính. Bạn có thể sử dụng chúng cho tất cả các loại vật dụng hàng ngày như kìm nhà bếp, muỗng kem hoặc thậm chí là dao kéo nữa. Bạn cũng có thể đặt chúng trên bất kỳ bề mặt kim loại nào, chẳng hạn như cửa tủ lạnh. Chúng sẽ hòa mình ngon ơ với nam châm nhà bếp của bạn đấy. Ẩn trong phòng giặt của bạn có một công cụ tuyệt vời để nhặt lông thú cưng. Đôi khi nó còn hoạt động tốt hơn cả con lăn xơ vải. Lấy một tờ xả thơm vải và dùng chút sức lực, bạn sẽ loại bỏ được lông chó hoặc mèo đó ngay lập tức. Nó hoạt động trên tất cả các loại bề mặt, nhưng nó đặc biệt hiệu quả đối với đồ nội thất bọc nệm. Nếu bạn không thích tiếng cửa kêu cò kẹt mỗi khi bước vào phòng, hãy lấy một cục xà phòng và chà thẳng lên bản lề. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ giúp ích trong một thời gian thôi, nhưng nó sẽ có tác dụng cho đến khi bạn đến cửa hàng phần cứng. Và bạn biết đấy, hãy mua một ít dầu nhé. Bạn có bao giờ để ý rằng trong một số thang máy có một ngôi sao bên cạnh số tầng cụ thể không? Không, không phải để chỉ văn phòng của tôi đâu. Nó ở đó để chỉ lối ra gần nhất ở đâu, và không phải lúc nào nó cũng ở tầng 1. Rất có thể nó nằm ở tầng gần đường nhất. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao biển báo dừng lại có màu đỏ? Ngày trước, chúng thực sự không có bất kỳ màu sắc cụ thể nào cả. Trước những năm 1920, chúng thậm chí còn không có hình dạng tiêu chuẩn cơ. Tuy nhiên, vào năm 1922, có người đã nghĩ ra hình bát giác. Nhưng ban đầu, nó được sơn màu vàng. Tất cả là do màu đỏ có xu hướng phai đi quá nhanh do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, màu vàng hóa ra là lựa chọn tốt nhất. Phải mất thêm 30 năm nữa thì sơn men chống phai màu mới được phát minh. Cuối cùng, người ta đã thay đổi màu của biển báo dừng thành màu đỏ. Xét cho cùng, đây vẫn là màu tốt nhất nếu bạn muốn thứ gì đó dễ dàng được chú ý. Bạn có biết có một loại hoa hồng có thể cao hơn con người không? Theo sách kỷ lục Guinness Thế giới, bụi hoa hồng cao nhất từng được tìm thấy mọc ở Venia, Pháp. Chiều cao của nó đáng kinh ngạc, đạt tới 8 mét, thực sự là một tầm cao mới. Cũng giống như dấu vân tay của chúng ta, không có hai con hổ nào có bộ sọc giống nhau. Nó giúp những người làm việc với loài mèo này dễ dàng phân biệt cá thể này với cá thể khác. Tôi cá là bạn không biết rằng Nhà Trắng có cửa hàng hoa riêng ẩn dưới tầng hầm của tòa nhà đâu. Nó được cho là cung cấp dịch vụ cắm hoa cho tất cả các loại sự kiện diễn ra ở đó.
Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi pizza đã trở thành món ăn chính thức của người Mỹ, mặc dù có nguồn gốc từ Ý. Người dân ở Mỹ yêu thích món này đến mức họ mua 350 lát pizza mỗi giây ở tất cả các bang. Trời ạ, tôi chưa được một miếng nào nữa. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ về món ăn ngon này, khoảng 17% tổng số nhà hàng ở Mỹ là tiệm bánh pizza. Có một cách để làm nước chanh mà không làm rơi hạt vào đồ uống của bạn đấy. Hãy thử cắt làm đôi và ép nó bằng một chiếc kẹp gấp mà xem. Đầu nhọn của quả chanh phải hướng xuống dưới. Nước sẽ chảy xuống nhưng hạt vẫn còn bên trong quả chanh. Ôi, nước chanh thơm. Ăn pizza mà uống món này thì hết sảy. Nếu bạn bị mắc kẹt bên trong cốp xe hơi thì trước tiên hãy giữ bình tĩnh. Loại xe hơi nào cũng được trang bị một cái chốt khẩn cấp sẽ giúp bạn mở cốp từ bên trong khi trường hợp không ngờ đến xảy ra. Những cái chốt này được thiết kế rất cẩn thận để ai cũng có thể mở được dù già hay trẻ. Ngoài ra thì tay nắm của chốt còn phát sáng trong bóng tối. Nếu cốp xe quá chật chội thì bạn có thể kéo tay nắm bằng miệng nữa đấy. Đừng quan tâm đến lý do tại sao bạn bị kẹt nhé. Chuyển sang chủ đề khác nào. Nếu đang dùng kim và chỉ thì hãy nhớ rằng bạn không cần cài kim vào cuộn chỉ đâu. Bạn vẫn có thể làm mất cây kim và chưa kể việc vô tình làm kim đâm vào ngón tay nữa. Ngày nay, nhiều bộ kim chỉ hiện đại đã có chỗ để kim. Nó nằm ở phần trần của cuộn chỉ. Bạn chỉ cần kéo nó ra là xong. Phần này còn được thiết kế để nhiều cây kim cùng lúc nữa đấy. Những cây bút bi dù một lần sở hữu một bí mật nhỏ. Đã bao giờ bạn để ý thấy rằng trên thân của vỏ một số cây bút có một cái lỗ không? Thực ra đó là một hệ thống thông gió đơn giản. Nó được thiết kế để giúp mực dễ dàng đi lên đầu bút. Được rồi, tôi biết cái tên của lọ lắc muối đã nói lên tất cả. Nhưng bạn không cần phải lắc cái lọ để muối rơi xuống đâu. Không tin tôi ư, bạn không phải là người duy nhất. Hãy lấy lọ gia vị yêu thích của bạn ra khỏi tủ lạnh. Nếu nó có một cái nắp nhựa tháo rời thì cái lọ ấy hoàn hảo cho thí nghiệm này. Thay vì lắc lọ, hãy cầm nó tại nắp nhựa và dốc ngược nó xuống. Bây giờ nhẹ nhàng xoay qua xoay lại. Và chỉ trong chớp mắt, gia vị sẽ rơi xuống mà bạn không phải lắc cái lọ điên cuồng và khiến nó rơi vãi ra khắp căn bếp của mình. Nhân tiện thì hầu hết các lọ gia vị đựng muối và tiêu đều có rãnh trên đáy. Trong trường hợp gia vị bị dính vào đáy lọ, hãy đặt đáy lọ muối lên đáy lọ tiêu và xoa chúng với nhau. Gia vị sẽ dễ dàng rơi xuống mà bạn không cần mở nắp. Khi thời tiết trở lạnh, bạn thường mặc quá nhiều lớp quần áo đến nỗi gần như không thể cảm nhận dây đeo túi hay quai ba lô trên vai của mình nữa phải không? Đó là chưa kể việc nó dễ bị trượt khỏi vai thế nào. Một số áo khoác đã được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Đó là một cái vạt nhỏ ở vai, đi cùng với móc hoặc cúc áo. Nó được thiết kế để có thể mở ra và đóng lại dễ dàng và nhờ đó bạn có thể cố định túi của mình. Bạn có thể sử dụng dao gọt rau củ để cắt hành tây thành từng lát mỏng đấy. Bạn chỉ cần cắt củ hành tây làm tư và sau đó bắt đầu thái lát. Điều này cũng có thể giúp bạn không phải ứa nước mắt khi cắt hành nữa. Hầu hết mọi người đều bỏ qua điều này, nhưng nếu kiểm tra kỹ tuýp kèm đánh răng của mình thì chắc chắn sẽ thấy một ô có màu trên tuýp, cũng có thể là một chấm màu. Những màu sắc rất đa dạng, đó có thể là đen, xanh lá, đỏ hay xanh dương. Những ô màu này được thiết kế để hỗ trợ máy lắp ráp tại nhà máy làm kem đánh răng. Chúng giúp máy nhận biết được nên cắt ống kem đánh răng và tiếp tục gấp chúng để đóng gói ở đâu và khi nào. Đối với hầu hết các loại giày dép thì những điều kỳ lạ thường là có mục đích. Hầu hết các nhà sản xuất không thiết kế thêm những đặc điểm khác trên giày để cho vui. Điều đó sẽ gây lãng phí thời gian và tài nguyên. Ví dụ, những loại giày dép kiểu như ủng thường có một vòng vải nho nhỏ ở phía sau phần miệng. Nó ở đó để giúp bạn mang giày vì bạn có thể nhanh chóng kéo giày lên bằng vòng vải này. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo giày ở đâu đó, nhất là để hong khô giày. Vì phần lớn các đôi ủng đều được thiết kế để sử dụng trong thời tiết lạnh. Tôi cũng từng mắc lỗi khi mặc thật nhiều lớp quần áo để không phải nhét mọi thứ vào vali ký gửi. Nhưng điều này sẽ trở thành một vấn đề khi bạn phải ngồi xuống đấy. Bạn sẽ làm gì với cái áo khoác của mình? Hãy quan sát thật kỹ điều này vào chuyến bay lần sau nhé. Cái móc cố định bàn ăn có thể được dùng làm móc treo áo đấy. Miễn là bạn không cần ăn trong khi bay thì sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi nghe nói rằng phần lớn các loại mascara đều sẽ hết hạn trong 3 đến 6 tháng, tùy vào nhà sản xuất. Nhưng bạn sẽ khiến quá trình đó diễn ra nhanh hơn nếu không sử dụng cẩn thận. Liên tục đẩy đầu cọ vào và rút nó ra để trộn mascara, thực chất sẽ khiến không khí tràn vào bên trong. Điều này có thể làm sản phẩm khô nhanh hơn và bạn sẽ không thể đạt được kết quả mong muốn. Có một cách dễ dàng để kiểm tra xem mascara của bạn còn tốt hay không. Nếu không nghe thấy tiếng khi bạn rút cọ ra thì có thể bạn sẽ cần mua một ống mascara mới. Tôi biết,
Chúng ta đang sống trong thời đại của các thiết bị kết nối Bluetooth. Nhưng để có chất lượng âm thanh tốt hơn, người ta vẫn khuyên bạn sử dụng tai nghe kết nối qua cổng âm thanh. Bạn còn nhớ những đường rãnh màu đen này chứ? Chúng không chỉ để giúp jack tai nghe cố định vào điện thoại hoặc laptop đâu. Các rãnh này được làm từ một chất liệu cách điện đặc biệt. Chúng có chức năng bảo vệ dây khi âm thanh được truyền tải. Dựa trên số lượng dài mà bạn có thể biết được jack nào nên cắm vào đâu. Không phải các công ty sản xuất mì đang cố lừa bạn khi để lại một khoảng trống bên dưới vắt mì. Thật đấy, thực ra đó là cách giữ cho mì không bị bể ra trong quá trình vận chuyển. Nó cũng giúp nước sôi dùng để nấu mì dễ dàng lưu thông trong cốc mì. Cổ áo hình chữ V ban đầu được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích. Đầu tiên thì đây là một cách để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm và giúp nó giữ được hình dạng qua nhiều năm. Nó cũng giúp bạn tròng đầu vào cổ áo dễ dàng hơn nếu nó cần giãn ra một tí. Và nhờ đó cổ áo sẽ ôm chặt vòng cổ hơn. Cuối cùng là nó giúp hút mồ hôi nếu bạn mặc áo khi tập thể dục. Chi tiết này hiện nay không chỉ có trên những mẫu áo may đo nữa. Và có thể bạn đã tình cờ nhìn thấy cái túi bí ẩn nằm bên phải của áo lễ phục nam rồi đấy. Thực ra, túi này được thiết kế để nam giới dễ dàng lấy vé tàu vì họ đều phải đi làm mỗi ngày. Nó giúp họ có thể lấy cái vé từ cái túi này dù vẫn đang cài nút áo. Bây giờ, nó được thêm vào chỉ để trang trí và không còn phục vụ một mục đích cụ thể nào nữa. Nhân tiện, đang nói về những thứ chúng ta không sử dụng nữa hoặc ít nhất là không được sử dụng với mục đích gốc, thì bạn có biết rằng Play-Doh ban đầu là một sản phẩm dùng để vệ sinh không? Vào những năm 1920, thị trường cần một sản phẩm có thể giúp họ làm sạch mảng tường dán giấy quanh lò đốt than. Vì thế mà công thức tạo ra Play-Doh đã được phát minh. Bây giờ nó chỉ có màu trắng và được dùng để làm sạch tường dán giấy bằng cách lăn qua lại chỗ bụi dính bẩn. Chỉ đến cuối những năm 1940, các sản phẩm làm sạch giấy dán tường mới được tung ra và Play-Doh được chuyển hướng sang một lĩnh vực khác trên thị trường. Dù tôi rất thích ăn bánh mì nướng vào bữa sáng, nhưng việc phải làm sạch máy nướng bánh đúng là hơi phiền. Nhưng bạn không cần phải lo nữa đâu, vì tôi mới biết rằng lò nướng có một thanh trượt hoặc một cái đĩa ở đáy giúp loại bỏ mảnh vụn bánh mì một cách dễ dàng. Ngày trước, nếu muốn chơi trò game mình thích thì bạn phải cho ổ game vào máy, và vật nhỏ bé này đã khiến nhiều bác sĩ rất đau đầu. Người ta đã nhập viện nhiều hơn sau khi nuốt nhầm các ổ game nhỏ, đặc biệt là trẻ em. Nintendo, công ty có thị phần lớn nhất nhì mảng này, đã phải tìm ra một giải pháp sáng tạo để ngăn ngừa những tai nạn này. Vì vậy, ngày nay, ổ game của Nintendo Switch được phủ bởi các hóa chất có thể để lại một hương vị đắng ngắt trong miệng. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích bạn nếm thử đâu nhé. Bạn muốn rót cho mình một ly nước trước khi chúng ta bắt đầu chứ? Nhớ kỹ là đừng dùng bàn tay cầm vào bầu ly là được. Vâng, thật vậy đấy. Ly thủy tinh có thân, có lý do. Dùng tay chạm vào thủy tinh sẽ làm thay đổi nhiệt độ của đồ uống và nó sẽ ấm hơn nhiều. Tiện đang ở trong bếp, hãy cùng kiểm tra tủ lạnh của bạn nhé. Hầu hết chúng đều có khu vực dành riêng trên kệ cửa để đựng trứng, nhưng đây có thể không phải là giải pháp tốt nhất để bảo quản chúng. Nhiệt độ ở kệ cửa có xu hướng cao hơn một chút so với nhiệt độ trong tủ lạnh. Vì vậy, đây không phải là nơi tốt nhất để bảo quản các loại thực phẩm dễ hỏng như trứng hoặc sữa. Hãy nhớ điều đó cho chuyến đi siêu thị tiếp theo của bạn nhé. Ngoài ra, trong khi vẫn đang xem xét các món đồ trong tủ lạnh, bạn có biết rằng việc đợi thức ăn nguội trước khi cho vào tủ lạnh có thể không tốt cho nó. Để thực phẩm ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng. Vì vậy, hãy đưa đồ ăn vào tủ càng sớm càng tốt. Hãy nhớ chia thức ăn của bạn thành nhiều phần nhỏ hơn để giúp nó nguội nhanh hơn về sau. Tôi vừa thấy gì trong tủ lạnh của bạn kia? Sô-cô-la. Chà, như thế không nên đâu. Bất kể mùa nào, hãy nhớ đừng bao giờ bảo quản sô-cô-la trong tủ lạnh nhé. Nhiệt độ bên trong thấp hơn có thể khiến hương vị sô-cô-la bị nhạt đi. Ngoài ra, ai muốn ăn sô-cô-la cứng như đá chứ? Nói đến bữa sáng, lần tới khi luộc trứng, hãy thử cho một thìa cà phê baking soda vào nước khi luộc, vỏ trứng sẽ bong ra dễ dàng hơn. Một mẹo khác là đập trứng vỡ một đầu để trứng dưới vòi nước. Dòng nước sẽ giúp vỏ bong tróc nhanh hơn và ít bị lộn xộn hơn. Fan của sinh tố đó hả? Cá là bạn không biết có cách sắp xếp nguyên liệu sinh tố chuẩn chỉnh. Bắt đầu với chất lỏng, sau đó dần lên là chất rắn. Chuyển động được tạo ra bởi sự chuyển động của chất lỏng sẽ đảm bảo bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ mịn màng, không vón cục, ngon miệng. Sau đó bạn có thể làm sạch nó bằng cách thêm một ít xà phòng rửa chén và một ít nước rồi bật máy lên. Không cần thêm nó vào máy rửa chén nữa vì toàn bộ chu trình của máy rửa chén có thể làm hỏng các tấm kim loại trên máy xay. Nếu bạn đang thèm bánh mì kẹp bơ đậu phộng nhưng bơ đậu phộng đã bị tách hết và có lớp dầu ở trên, hãy nhớ rằng có một cách bảo quản đúng cách đấy. Đặt lọ bơ đậu phộng lộn ngược trong tủ sẽ đảm bảo dầu được chảy đều.
Bạn yêu thích món bít tết ngon nhưng chưa bao giờ tự nấu được thịt hoàn hảo hả? Có lẽ bạn ăn quá sớm rồi. Bạn phải để thịt nghỉ sau khi nấu ít nhất 10 phút trước khi bắt đầu cắt. Dùng loại dao phù hợp cũng sẽ cho bạn kết quả tốt hơn. Một con dao sắc sẽ đảm bảo bạn không làm mất chút nước thịt đáng yêu nào. Đêm mì ống tới rồi. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao lại có một cái lỗ ở giữa thìa spaghetti không? Hóa ra bạn có thể sử dụng cái lỗ đó để kiểm tra xem cần nấu bao nhiêu mì cho mỗi khẩu phần. Bây giờ bạn đã biết chính xác cần luộc bao nhiêu mì để ăn cùng sốt marinara đặc biệt của mình rồi. Khi sử dụng chảo chống dính, đừng bao giờ sử dụng dụng cụ bằng kim loại. Thay vào đó, hãy chọn những cái bằng gỗ hoặc nhựa. Kim loại sẽ quá nhám trên bề mặt của chảo và thực sự có thể làm hỏng bề mặt không dính đó. Bạn có phải là kiểu người ăn đồ thừa cho bữa tối không? Chắc ai cũng vậy nhỉ? Mẹo nhanh để hâm nóng bữa tối trong lò vi sóng đây. Thử trải thức ăn xung quanh các mép đĩa. Thực tế, lò vi sóng được thiết kế để hâm nóng thức ăn một cách đồng đều nhất có thể, nhưng không phải thức ăn được chất thành đống. Bạn đã bao giờ thử lấy một viên tích tắc ra khỏi chiếc hộp nhỏ chưa? Chỉ cần xoay hộp về một bên là được. Có một khe được thiết kế thông minh trên mặt nhựa dành riêng cho việc đó. Không còn phải lắc hộp tích tắc như một kẻ điên nữa. Nếu bạn muốn nghe nhạc nhưng không có loa xung quanh, đừng lo lắng. Đặt điện thoại của bạn vào cốc hoặc bát sẽ khuếch đại âm thanh và giúp trải nghiệm của bạn tốt hơn rất nhiều. Đang vội và điện thoại của bạn sắp hết pin à? Có một cách đơn giản để giảm thời gian sạc. Đơn giản, chỉ cần đặt điện thoại ở chế độ máy bay, bạn sẽ thấy nó được sạc tới 100% ngay lập tức. Ta đều để điện thoại ở mọi nơi, trong túi quần, túi sách, dưới gối. Do đó, nhiều lông tơ hoặc sơ vải có thể bị kẹt trong cổng sạc. Vì lý do an toàn, hãy tắt điện thoại trước khi vệ sinh nhé. Bạn có thể sử dụng các công cụ được thiết kế đặc biệt để vệ sinh cổng sạc, loa hoặc micro. Nhớ là nhẹ nhàng thôi. Bàn của bạn đẹp ghê. Bạn có biết rằng những chiếc chân nhỏ ở phía sau bàn phím thực sự giúp bạn nhìn rõ các phím hơn không? Tuy nhiên, nếu bạn có thể gõ mà không cần nhìn vào bàn phím thì đừng dùng chúng để nâng bàn phím lên nhé. Vị trí này có thể gây tổn thương cổ tay của bạn khi sử dụng trong một thời gian dài. Nếu bạn muốn giữ mọi thứ ngăn nắp và thích sử dụng giấy ghi chú, nhớ gỡ chúng ra khỏi tệp giấy từ bên này sang bên kia để tránh bị cong là được. Tất cả chúng ta đều cảm thấy hơi choáng khi nói đến việc cất giữ đồ đạc, đặc biệt là khăn trải giường. Một cách dễ dàng để đảm bảo bạn sẽ không bao giờ gặp phải đống chăn gà gối lẫn lộn là cất chúng trong vỏ gối cùng bộ. Bạn không chỉ có thể dễ dàng lấy ra từng bộ mà để trên kệ còn đẹp hơn nữa. Khi nói đến việc chữ quần áo, người ta sử dụng móc treo bằng gỗ không chỉ vì lý do thẩm mỹ đâu. Chúng có thể to hơn và nặng hơn nhựa, nhưng cũng có thể giúp xua đuổi sâu bướm nữa. Hãy ghi nhớ điều đó, hơn thế nữa khi cất giữ quần áo mùa đông. Bạn có bao giờ tò mò về cái lỗ hổng trên đôi giày chạy bộ của mình? Cái lỗ ngay cạnh mắt cá trơn của bạn không? Chà, hóa ra nó ở đó là có lý do. Dây giày buộc càng chặt thì khả năng bị phồng rộp càng ít. Luôn xỏ giày đúng cách và sử dụng lỗ bổ sung đó nếu cần trước khi bạn chạy bộ. Áo sơ mi của bạn cũng có một bí mật nhỏ đấy. Ở bên trong áo sơ mi, ngay giữa vai có một vòng nhỏ mà bạn có thể dùng để treo quần áo bất cứ khi nào không có móc xung quanh. Không có gì có thể làm hỏng một kỳ nghỉ vui vẻ hơn việc hành lý không được sắp xếp gọn gàng. Để chắc chắn rằng bạn không bao giờ phải nhét một đống quần áo khổng lồ bừa bãi vào hành lý, thay vì gấp lại, hãy thử cuộn đồ đạc lại và xếp gọn gàng vào vali. Bằng cách này, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều không gian, dễ lấy được mọi thứ bạn cần và quần áo sẽ ít bị nhăn hơn. Không tọc mạch đâu, nhưng có rất nhiều thứ tôi muốn cho bạn xem trong phòng tắm. Rửa tay ít nhất 20 giây mỗi lần để loại bỏ tất cả vi trùng. Để tiết kiệm công sức, hãy mở và đóng vòi bằng cổ tay nếu có thể. Thế đấy, bàn tay bạn sẽ sạch tươm trong khoảng thời gian dài hơn. Luôn chải tóc từ dưới lên nếu bạn muốn loại bỏ những nút rối. Chải tóc từ trên xuống sẽ chỉ khiến tóc hư tổn nhiều hơn thôi. Khi đến lúc gội đầu, hãy nhớ tập trung dầu gội vào da đầu thôi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng bao giờ thoa dầu gội trực tiếp lên đầu. Tạo bọt một chút với ít nước giữa hai bàn tay trước khi bắt đầu xoa bóp. Bạn có thể bỏ qua việc gội tóc trừ khi chúng thực sự bẩn. Bọt chảy xuống từ da đầu của bạn đủ để làm sạch phần đó. Hãy chăm sóc tốt cho sơ mướp của bạn. Để nó dưới vòi sen ấm và ẩm có thể làm tăng cơ hội tích tụ đủ loại vi khuẩn khó chịu. Bạn có thể cho nó vào máy giặt mỗi tuần một lần hoặc ngâm trong dung dịch thuốc tẩy pha loãng. Ta khá chắc chắn rằng bạn luôn dưỡng ẩm sau khi tắm, nhưng cũng có cách chính xác để làm điều đó. Đừng thoa quá nhiều kem lên mặt và nhớ chỉ vỗ nhẹ chứ không chà mạnh nhé.
làn da sẽ cảm ơn bạn vì điều đó. Bạn không cần phải là nha sĩ mới biết việc dùng chỉ nha khoa quan trọng như thế nào. Lần tới, hãy thử thắt nút chỉ nha khoa của bạn. Với lực căng và độ bám được tăng thêm, răng của bạn sẽ sạch hơn ngay lập tức. Đây là một mẹo nhỏ. Thay vì đặt dụng cụ bào ở trên đĩa theo chiều dọc, hãy đặt nó theo chiều ngang, tất nhiên là không có đĩa bên dưới. Bằng cách này, bạn sẽ không có nguy cơ bào trúng các khớp đốt ngón tay vì chỉ có đầu ngón tay của bạn là chạm vào dụng cụ khi bạn bào đến cuối thôi. Ngoài ra, việc đặt như vậy sẽ giúp dụng cụ bào được vững chãi hơn. Nếu không, bạn sẽ phải giữ nó cân bằng hay thậm chí cầm nó lên bằng tay kia. Khi bạn bào xong hoặc khi có quá nhiều nguyên liệu đã nạo được ở dưới đáy, bạn chỉ cần nghiêng dụng cụ sang một bên để đổ nguyên liệu vào bát hoặc đĩa. Hoa trong bình sẽ tươi lâu hơn nếu không có vi khuẩn sinh sôi trong nước. Vì đồng có một số đặc tính kháng khuẩn nên việc thả một xu vào nước sẽ giúp ngăn chặn vi khuẩn và cho phép bạn thưởng thức hoa lâu hơn một chút. Một cách dễ dàng để kiểm tra xem bộ ga trải giường của bạn đã khô hoàn toàn hay chưa là đặt một chiếc gương nhỏ vào giữa các lớp trong khoảng 5 phút. Nếu gương có hơi nước khi bạn cầm nó lên thì có nghĩa là tấm ga vẫn còn hơi ẩm. Hãy để nó khô cho đến khi gương không còn bị mờ. Giường ẩm là nơi thuận lợi để nấm và vi khuẩn sinh sôi. Thôi được, tôi sẽ làm theo. Nếu có một thói quen không lành mạnh cho lắm là ngồi ăn trước màn hình máy tính, bạn sẽ ngạc nhiên với lượng mảnh vụn và chất bẩn dính trong bàn phím. Tất nhiên, bạn chỉ có thể lật ngược nó và lắc mạnh. Nhưng điều đó không tốt cho các thiết bị công nghệ đâu, bạn biết đấy. Thay vào đó, hãy lấy tờ giấy ghi chú và dê phần dính keo trên bàn phím. Nó sẽ dính hết những mảnh vụn nhỏ đó một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, còn có một cách hay hơn để làm việc này, đó là lấy chất nhờn dính vào bàn phím. Sau đó lấy ra, bóp nó rồi lại dính vào chỗ khác. Chất nhờn sẽ lấp đầy những khoảng trống giữa các phím và đặc tính dính của nó sẽ giúp gom hết những mảnh vụn nhỏ. Tách lòng đỏ trứng khỏi lòng trắng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng một chai nhựa. Đập số lượng trứng cần thiết vào một cái bát. Sau đó, lấy một chai nhựa rỗng và bóp vào thân chai. Cầm chai phía trên lòng đỏ rồi nhả ra, nó sẽ hút không khí vào lòng đỏ lên, để lại lòng trắng trong bát. Làm tương tự với số lòng đỏ còn lại, và thế là bạn đã xong rồi đấy. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc nhổ hạt ra khi ăn anh đào, hoặc nếu muốn làm bánh anh đào, hãy dùng ống hút đẩy để đẩy hạt ra. Ngoài ra, nhờ dụng cụ ép tỏi có một chỗ đặc biệt trên tay cầm, nó chính xác là để sử dụng cho việc đẩy hạt. Vệ sinh máy sinh tố sẽ khá phiền toái nếu bạn làm bằng tay. Thay vào đó, hãy đổ đầy nước nóng và thêm một ít xà phòng hoặc nước giặt vào. Sau đó cho máy chạy trong khoảng 10 giây, rửa lại và nó đã sạch sẽ. Tường thạch cao có thể bị nứt, bong chóc và phát tán bụi ra khắp sàn khi bạn đóng đinh vào đó. Hãy cắt một dải băng keo và dán vào vị trí bạn muốn đóng đinh. Băng keo sẽ không làm cho thạch cao bị nứt, nên sẽ giúp lỗ khoan gọn gàng, sạch sẽ. Các vết chảy xước nhỏ trên đồ nội thất bằng gỗ có thể được khắc phục bằng kem đánh răng hoặc quả óc chó. Đối với kem đánh răng, trà một lượng bằng hạt đậu lên vết xước cho đến khi nó biến mất. Sau đó dùng khăn ẩm lau sạch kem còn thừa. Đối với quả óc chó, hãy lấy một nửa quả và trà vào vết xước. Sau đó, trà khu vực đó bằng ngón tay và đánh bóng bằng vải mềm. Việc này sẽ giúp gỗ hấp thụ dầu từ hạt óc chó, làm cho vết xước được bịt kín và biến mất. Chỗ keo dính trên lọ sau khi bạn gỡ nhãn ra sẽ không dễ dàng loại bỏ bằng nước và chất tẩy rửa. Thay vào đó, hãy dùng một ít dầu thực vật, nhúng một miếng bông vào đó và lau bề mặt bị dính. Để một lúc, rồi rửa sạch dầu cùng với chỗ keo đó đi. Nếu bạn không thể dễ dàng tiếp cận, bốc nến bằng bật lửa, hãy lấy một cọng mì ý. Đốt một đầu của nó và bạn sẽ có được một thanh đốt để sử dụng cho những chỗ khó tiếp cận. Lần tới, khi lưỡi dao bị cùn, hãy thử mài ngược nó với quần jean để bảo dưỡng thường xuyên nhé. Tất nhiên, không phải quần jeans bạn đang mặc. Hãy chắc chắn rằng luôn để lưỡi dao chỗ khô ráo hoặc thậm chí để trong dầu khoáng. Việc này sẽ ngăn chúng bị rỉ sét. Để các món thạch, tương cà, bơ đậu phộng và sốt mayo dùng được lâu hơn, hãy lật ngược các lọ này lại khi để trong tủ lạnh. Làm vậy sẽ tạo ra một phần chân không bên trong lọ, giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc. Úp ngược hộp kem cũng ngăn tình trạng cháy tủ đông. Để làm cho bút đánh dấu vĩnh viễn có thể viết lại được, chỉ cần nhỏ vài giọt cồn tẩy rửa và vật liệu nỉ bên trong bút và lắc đều thôi. Sau khi nỉ hấp thụ cồn tẩy rửa trong khoảng vài phút, bút đánh dấu sẽ trở lại gần như mới. Đừng vội vứt bỏ dao diếp bị đen đi nhé!
hãy dùng khăn giấy khô phủ lên rau rồi cho chúng vào một hộp kín. Việc này sẽ giúp giữ rau lâu hơn rất nhiều. Mẹo này có thể áp dụng cho tất cả các loại rau xanh còn thừa. Chỗ đầu nhọn nhô ra khỏi nắp đậy tuýp kem yêu thích của bạn, đó là có lý do cả đấy. Những tuýp này thường được bịt kín bằng giấy bạc, vì vậy, trừ khi bạn muốn làm gãy móng tay của mình khi cố mở chúng, còn không, hãy xoay nắp lại và đè xuống chỗ giấy bạc đó. Kẹp tăm có thể không giữ đúng vị trí nếu các rãnh của nó không để đúng hướng. Các rãnh phải luôn nằm phía dưới, gần với đầu của bạn hơn. Vẫn còn lỏng lẻo sao? Chà, hãy cho một ít keo xịt tóc lên kẹp tăm trước khi kẹp vào tóc nhé! Gói bông tẩy trang hình tròn có những sợi dây trên đó để bạn có thể treo nó trên móc tiện dụng trong phòng tắm. Nhưng không cần lần nào cũng phải nới lỏng sau đó thắt chặt lại đâu. Hãy xem dưới đáy gói bông, ở đó có một đường đục lỗ. Xé ra một cách cẩn thận và thế là xong. Hai khóa kéo, quá nhiều nhỉ? Có thể, nhưng chúng có tác dụng như một bộ phận chống trộm thông minh. Chỉ cần khóa chúng lại với nhau, bây giờ không ai có thể mở ba lô của bạn nữa. Nếu không có khóa thì sao? Bạn cũng có thể buộc chúng lại với nhau bằng dây, hay thậm chí là một chiếc kẹp giấy. Bất cứ thứ gì có thể làm chậm những kẻ móc túi. Hột nút nhỏ phía sau cổ áo sơ mi được dùng để cố định cà vạt. Bạn không muốn cà vạt tuột khỏi đó đâu. Các nhà sản xuất giày quan tâm đến khách hàng nên hầu hết các loại giày chạy bộ hiện nay đều có tính năng chống phồng rộp đặc biệt, được tích hợp sẵn. Nghe có vẻ to tát, nhưng về cơ bản nó chỉ là một lỗ nhỏ thêm vào trên giày thể thao thôi. Tạo một vòng dây với lỗ tròn này, luồn dây về phía trước, bắt chéo dây và luồn chúng qua các vòng. Bây giờ, kéo dây xuống để cố định chân bạn. Tiếp theo thì chạy thôi. Yeah, tiếp tục đi nào. Tựa đầu trên xe hơi hướng đến sự thoải mái, còn tựa đầu có thể tháo rời là để an toàn. Nếu kéo tựa đầu ra, bạn sẽ thấy hai thanh kim loại chắc chắn. Nếu bị khóa hoặc mắc kẹt trong ô tô, bạn có thể dùng thanh sắt này để đập cửa sổ hoặc thoát ra ngoài. Nếu bạn bị dính rau mùi tây vào răng, hãy thử mẹo này. Sẽ khó để lấy hết ra bằng chỉ nha khoa lỏng lẻo. Bạn cần nhiều lực hơn, hãy thắt nút sợi chỉ nhé. Không phải ngẫu nhiên mà chai nước tương có hai vòi đâu. Nước tương ở dạng lỏng và sẽ chảy ra khỏi chai khá nhanh khi bạn dốc nó lại. Hầu hết những người yêu thích ẩm thực của châu Á đã ăn món này ít nhất một lần trong đời. Đó là lý do tại sao ngày nay các nhà hàng thích phục vụ nước tương trong những chai đặc biệt có hai vòi. Thiết kế này cho phép bạn kiểm soát khi nào và bao nhiêu nước tương sẽ chảy ra. Chỉ cần đặt ngón tay lên một vòi khi đổ nước tương ra khỏi vòi kia. Nếu bạn đè chặt ngón tay vào vòi, nước tương sẽ ngừng chảy. Nếu bạn bỏ ngón tay ra, nó sẽ chảy trở lại. Và đừng quên hỏi người phục vụ, anh ơi, wasabi đâu ấy nhỉ? Máy duỗi tóc là một dụng cụ tuyệt vời không chỉ để xử lý những lọn tóc xoăn tự nhiên mà còn để khắc phục các tờ tiền hoặc tài liệu bị nhăn. Bạn cũng có thể sử dụng bàn ủi thông thường cho việc này, chỉ cần đảm bảo rằng bạn không bật chế độ hơi nước, nếu không sẽ có nguy cơ làm hỏng giấy. Dây buộc tóc không chỉ tốt cho việc làm tóc mà còn giúp mở nắp lọ thủy tinh đựng đồ hộp. Tay bạn có thể sẽ bị trượt khỏi nắp, đang đóng chặt và nếu không mở được hộp ngay từ lần đầu tiên, lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, khiến việc mở hộp gần như không thể thực hiện. Vì vậy, hãy đặt một sợi dây buộc tóc trên nắp để cố định tay và giúp bạn nắm chắc hơn. Một sợi dây cao su đơn giản cũng sẽ có ích và bây giờ là lúc dùng lòng bàn tay đầy mồ hôi của tôi để vặn rồi. Sau một ngày dài mệt mỏi ở chỗ làm, bạn chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới. Bạn tắt điện thoại, laptop và khóa mình trong phòng tắm. Đang thiền thì bạn giật mình khi nghe thấy một tiếng bíp. Bàn chải đánh răng của bạn thông báo hoàn tất quá trình truyền dữ liệu. Robot hút bụi khóa cửa lại, hẳn là nó đang đi tìm bạn. Robot hút bụi vẽ ra một sơ đồ của nhà bạn để di chuyển xung quanh và lên một kế hoạch tốt hơn cho việc hút bụi. Chúng có thể chia sẻ sơ đồ này với các thiết bị khác thông qua Wi-Fi và lưu trữ sơ đồ trên điện toán đám mây. Khi các công ty quảng cáo truy cập được các bản đồ này, họ hiểu về kích thước của ngôi nhà, mức thu nhập và lối sống của bạn để gửi các quảng cáo thích hợp tới bạn. Máy hút bụi không có micro, nhưng hệ thống định vị trên máy có thể bị cài đặt lại và lắng nghe các cuộc nói chuyện. Máy tạo sơ đồ của căn phòng với tia laser truyền thẳng tới các vật. Sóng âm ảnh hưởng đến ánh sáng đó. Nếu thu thập dữ liệu này, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu về lại dạng sóng âm và xác định nội dung mà ai đó nói. Tai nghe và micro đều hoạt động dựa trên cùng một ý tưởng.
Tai nghe biến tín hiệu điện thành âm thanh, còn micro biến âm thanh thành tín hiệu điện. Nếu bạn cắm tai nghe của mình vào giác cắm micro, chúng sẽ hoạt động như một chiếc micro. Kẻ xấu học được cách cài đặt lại máy hút bụi từ xa, dù bạn có đồng ý hay không. Trên mạng có những phần mềm độc hại có thể thay đổi chức năng của máy tính, biến kênh đầu ra thành kênh đầu vào. Nó có thể ghi lại các âm thanh ở khắp phòng, dù cho tai nghe vẫn được cắm trên giác, còn micro đã tắt và ngắt kết nối với máy tính. Sau đó nó nén bản ghi âm và gửi đi qua Internet. Một số loại chuột máy tính trông giống chuột thông thường, nhưng lại có micro và thẻ SIM tích hợp bên trong. Micro này mạnh tới mức có thể ghi lại tiếng thì thầm và truyền đi âm thanh đó ngay tức thì. Để kích hoạt tính năng này, bạn phải gọi vào số trên thẻ SIM, sau đó nó sẽ âm thầm hoạt động. Để vô hiệu hóa tính năng này, bạn có thể gửi SMS đến số đó. Một số nhà kinh doanh thừa nhận họ đã nghe trộm nhân viên của mình bằng công nghệ này. Một chiếc bàn chải thông minh ghi nhớ mọi cử động của bạn và chia sẻ dữ liệu ấy với bạn khi bạn đánh răng xong. Nó cũng kết nối với iPhone hoặc Android có chứa ứng dụng và gửi dữ liệu về thói quen đánh răng tới nhà sĩ của bạn. Họ có thể theo dõi quá trình đánh răng và cho bạn lời khuyên về cách chăm sóc răng miệng tốt hơn. Đồng hồ thông minh, vòng đeo tay, theo dõi sức khỏe và các thiết bị đeo thông minh khác có thể giám sát sức khỏe của bạn và xác định xem bạn đang đi bộ, chạy hay lái xe qua cảm biến tích hợp của chúng. Nếu các bên thứ ba có quyền kiểm soát dữ liệu đó, họ cũng có thể theo dõi chuyển động tay khi bạn mở khóa điện thoại, nhập mã PIN tại máy ATM hoặc nhập mật khẩu trên máy tính. Thông thường, các thiết bị này đủ thông minh để đoán chính xác toàn bộ dữ liệu bí mật đó. Chúng cũng có thể tìm ra địa chỉ email bạn đã dùng khi đăng ký ứng dụng và xác định bạn là ai. Máy tạo nhịp tim và các thiết bị y tế khác gửi dữ liệu của bệnh nhân qua Internet. Về lý thuyết, bọn tội phạm có thể lấy dữ liệu khi nó được truyền đi và thay đổi sao cho dữ liệu giống như bệnh nhân cần điều trị tại bệnh viện. Điều này sẽ khiến bệnh nhân rời khỏi nhà, rồi kẻ xấu sẽ lợi dụng tình hình này. Đồ chơi thông minh có camera và micro có thể quay video và ghi lại âm thanh, rồi gửi chúng đến nhà sản xuất đồ chơi. Vì mục đích giữ giá nên họ không bổ sung những cơ chế bảo mật đắt đỏ có chức năng bảo vệ dữ liệu đó. Nếu có được những thông tin này, bọn tội phạm mạng có thể đánh cắp hình ảnh, video hoặc âm thanh và thậm chí xác định tọa độ GPS của nhà bạn nữa đấy. Đèn LED được trang bị cảm biến và kết nối với camera ghi hình. Camera này có thể quan sát và nghe các cuộc trò chuyện ở một khoảng cách xa. Công nghệ này đã từng được áp dụng tại một sân bay lớn với mục đích an ninh và tiện nghi. Tội phạm mạng đã tiến xa hơn và học cách dùng bóng đèn thông thường nghe trộm các cuộc trò chuyện. Để làm điều đó, chúng cần có một tầm nhìn rõ ràng giữa một cái kính thiên văn mạnh mẽ và bóng đèn có độ dày phù hợp. Việc này sẽ không hiệu quả nếu cửa sổ nhà bạn có rèm. Khi bạn nói chuyện hay nghe nhạc, áp suất không khí trên bề mặt bóng đèn sẽ thay đổi, khiến nó rung lắc nhẹ. Một công nghệ chuyển đổi đặc biệt có thể biến dữ liệu âm thanh điện tử sang kỹ thuật số. Bộ điều nhiệt kết nối Internet có thể được vận hành từ xa. Chính tính năng này khiến chúng trở thành những mồi ngon của tội phạm mạng. Chúng từng truy cập vào hàng triệu dữ liệu thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thông qua hệ thống sưởi và điều hòa của một nhà bán lẻ lớn. Những kẻ xấu khác đã tìm ra cách khóa sự điều khiển của bộ điều nhiệt thông minh và tống tiền để mở khóa chúng. Tủ lạnh thông minh có thể cho bạn biết lúc nào cần mua sữa vì chúng theo dõi sở thích về đồ ăn của bạn và có khả năng kết nối tuyệt vời. Máy rửa bát, máy pha cà phê, máy giặt và máy sấy thông minh cũng đang thu thập và truyền dữ liệu của bạn vào cả những lúc bạn không hề nghĩ chúng sẽ làm thế. Bọn tội phạm có thể tận dụng dữ liệu đó để hiểu kỹ về lịch trình của bạn và đoán khi nào bạn không ở nhà. Trợ lý giọng nói giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, nhưng để làm được điều đó, nó phải lắng nghe bạn 24/7. Chúng không bao giờ ghi lại điều gì bạn nói trước khi bạn kích hoạt chúng bằng giọng nói của mình. Mọi thứ sau đó đều được lưu trữ trên cloud và sẽ được sử dụng cho các công ty khác nhau. Họ có thể tìm hiểu loại nhạc bạn thích nghe, tin tức nào bạn quan tâm nhất và nơi bạn đặt chỗ. Một số công ty còn thuê người đánh giá nghe các khẩu lệnh để xem liệu nhận dạng giọng nói có hoạt động tốt hay không, nhằm cải thiện độ chính xác của nó. Xbox thừa nhận mình cũng thuê người để lắng nghe bản ghi âm của người dùng và cải thiện tính năng điều khiển bằng giọng nói. Vấn đề là họ đã vô tình tạo ra một số đoạn ghi âm và để người lạ nghe thấy các cuộc trò chuyện cá nhân. Camera an ninh gia đình có thể quay video, chụp ảnh và ghi âm và tải chúng lên cloud mà bạn không hề hay biết. Các nhà sản xuất cho biết họ đã cải thiện xong khả năng nhận diện vật thể. Với một ứng dụng, bạn có thể truy cập cảnh quay camera đó từ xa. Có các chương trình có thể đoán mật khẩu CCTV và chuyển tiếp video trực tiếp đến máy tính của bên thứ ba.
Chúng cũng có thể kiểm soát camera và vô hiệu hóa bất kỳ dấu hiệu giám sát nào như đèn đỏ chẳng hạn, sao cho camera có vẻ như không hoạt động. Hầu hết mọi ô tô đều có thiết bị ghi dữ liệu sự kiện để theo dõi thông tin về vị trí, tốc độ trung bình, tình trạng đường và thậm chí là tuyến đường bạn thường đi. Chiếc máy tính có bánh xe đó liên tục truyền dữ liệu tới nhà sản xuất của nó. Họ dùng dữ liệu để cố ngăn tai nạn và thực hiện nhiều cải tiến khác. Không rõ ai sở hữu toàn bộ thông tin liên quan đến ô tô đó. Vì vậy, về lý thuyết, nó có thể rơi vào tay bên thứ ba. TV thông minh chạy hệ điều hành giống như máy tính và cũng có hệ thống tệp, camera nhằm nhận dạng khuôn mặt từ video và một chiếc micro. Chúng luôn được kết nối Internet và nếu có quyền truy cập vào TV thì tội phạm mạng có thể thay đổi một số cài đặt nhất định và ghi âm ngay cả khi TV đã tắt. Chúng cũng có thể theo dõi bạn qua camera và dùng thiết bị thông minh để xâm nhập vào các thiết bị khác trên cùng mạng như máy tính xách tay chẳng hạn. Chà, tôi sởn hết cả gai ốc lên rồi. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Để có trải nghiệm an toàn hơn, bạn có thể tắt tính năng tự động nhận dạng nội dung để TV không đề xuất nội dung nữa và giới hạn chức năng kích hoạt bằng giọng nói. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn đó trong cài đặt chung hoặc cài đặt nâng cao trong mục xem thông tin hoặc xem dữ liệu. Bạn cũng có thể ngắt kết nối TV với Cloud. Hãy luôn nhớ rằng mình phải thay mật khẩu và tên người dùng mặc định trên các thiết bị mới để bảo mật cho mạng. Thi thoảng, hãy đổi mật khẩu cho tất cả các thiết bị của mình. Bạn cũng có thể chia modem ra và dùng một tín hiệu Wi-Fi cho laptop, iPad, v.v. còn tín hiệu kia cho camera an ninh. Đừng quên tắt bộ định tuyến Wi-Fi khi bạn ra khỏi nhà để giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập qua mạng. Bất cứ khi nào có thể, hãy bật xác thực hai yếu tố. Kiểu xác thực này yêu cầu quyền truy cập vật lý vào thiết bị để đăng nhập. Hãy luôn cài đặt các bản cập nhật phần mềm ngay khi nhà sản xuất thiết bị đề nghị bạn thực hiện. Hãy che camera của laptop bằng băng dính tối màu khi bạn không sử dụng tới. Xóa các cuộc nói chuyện của bạn với trợ lý giọng nói. Bạn có thể làm điều đó tại trang web hoặc ứng dụng của nhà sản xuất. Một cách khác là kích hoạt chức năng xóa bằng giọng nói trong cài đặt. Sau đó bạn có thể yêu cầu trợ lý xóa những gì bạn vừa nói hoặc các cuộc nói chuyện gần đây nhất. Bạn cũng có thể tắt tiếng thiết bị khi không dùng và chọn không gửi dữ liệu cho nhà sản xuất để giúp họ cải thiện dịch vụ. Nếu bạn có bộ điều nhiệt kết nối với trợ lý giọng nói, hãy nhấn vào biểu tượng micro trên màn hình của nó và tắt điều khiển bằng giọng nói. Bạn sẽ không thể kích hoạt nó từ xa và nó cũng không thể nghe thấy khẩu lệnh đánh thức và gửi bản ghi âm của bạn đến bất cứ đâu. Vậy đó, chúc một ngày tốt lành! Rãnh dọc chạy từ mũi xuống môi trên của bạn được gọi là nhân trung hay philtrum trong tiếng Anh. Dù không có nhiệm vụ gì trên con người, nhưng nó có nghĩa là bùa yêu trong tiếng Hy Lạp cổ đại. Ú là la! Nửa hình tròn nhỏ màu trắng ở gốc móng tay của bạn là vảy bán nguyệt hay lunula trong tiếng Anh. Nó bắt nguồn từ tiếng Latin, mang nghĩa mặt trăng nhỏ. Nếu bạn thấy ngứa giữa hai bả vai, hãy thử nhớ ai đó gãi acnestis cho bạn. Vâng, đó là điểm nằm ở giữa lưng mà bạn không thể với tới được. Hãy biết ơn lưỡi gà hay uvula vì đã giúp bạn không bị nghẹn mỗi khi nuốt nhé. Đó trông giống một cái túi đấm boxing nằm ở trong cổ họng bạn. Nó giúp thức ăn không trào lên mũi. Co giãn một chút thì sao nào? Hãy dùng ngón trỏ và ngón cái để tạo một chữ L nhé. Xin chúc mừng, bạn vừa tập thể dục cho phần pruricule hay chính là khoảng trống giữa hai ngón này đó. Nếu cố gắng thực hiện trò chữ L với ngón út, bạn sẽ không thành công đâu. Nhưng có thể bạn đã ngọ nguậy minimus của mình. Đây là thuật ngữ y học chỉ những ngón tay và ngón chân nhỏ nhất. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc dị ứng với thứ gì đó, bạn thường xoa caruncle của mình. Đó là một hình tam giác nhỏ màu hồng ở khóe mắt trong của bạn. Quá nhiều từ mới lạ để nhớ nhỉ? Ấn đường hoặc glabella của bạn hẳn đang nhăn lại. Vâng, đó là tên của khoảng trống giữa hai lông mày thể hiện sự bối rối của bạn. Như thế này này. Có thể bạn đã từng lao columella của mình khi bị sổ mũi đấy. Đó là mô giữa hai lỗ mũi kết nối đầu mũi và gốc mũi. Những ống nhựa đầu dây giày giúp dây không bị sờn được gọi là aglet trong tiếng Anh. Buộc dây giày thể thao mà không có aglet thì sẽ chẳng khác nào cuộc vật lộn. Lần tới khi mua cà phê mang đi đừng quên lấy zarf nhé. Trong nhiều thế kỷ qua, bao ly giấy chống nóng của ly cà phê này được làm bằng bạc, đồng và thậm chí cả vàng với những chạm khắc tinh xảo. Chúng ta chưa có phiên bản bìa cứng cho đến năm 1991.
cảm thấy muốn trì hoãn à? Hãy nói rằng bạn sẽ làm điều đó trong ngày kia bằng overmorrow nhé. Tiếng chuông khó chịu mà bạn hay nghe thấy trong tai được gọi là tinnitus. Nó có thể xuất hiện khi những sợi lông bị tổn thương ở tai trong rỉ tín hiệu điện đến não. Tập hợp các biểu tượng ngẫu nhiên mà bạn thấy trong phim hoạt hình và truyện tranh khi một nhân vật nói điều gì đó xấu xa hay tục tĩu được gọi là growlics. Bạn tình cờ gặp một người trông vô cùng quen thuộc, phải mất một lúc bạn mới nhớ ra tên của họ bởi bạn không hoàn toàn quên mất tên đó. Khoảnh khắc do dự trước khi chào ăn được gọi là tortle. Khi đầu bạn cứ tua đi tua lại mãi một bài hát dễ nhớ mà không thể ngừng thì chắc chắn bạn đã có sâu tai hay earworm rồi. Đừng hoảng sợ, không có con sâu nào phát ra các giai điệu trong tai bạn đâu. Bất cứ ai từng cảm thấy tê tê ở chân do ngồi quá lâu đều bị chứng dị cảm. Nó cũng có thể xảy ra với các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu bạn là người không có đủ năng lượng hoặc ý chí để rời khỏi giường vào buổi sáng, thì có thể bạn đã mắc dyspnea. Nhưng nếu bạn không phải là người thích buổi sáng và đã thức khuya để xem soi sáng thì xin lỗi, đây không phải là dyspnea rồi. Nếu không thể đọc đơn thuốc của bác sĩ, bạn có thể nói với họ rằng griffonage của họ đã đi quá xa. Đó là một danh từ tranh xả nhằm chỉ chữ viết tay khó đọc. Tinny và night có một điểm chung, cả hai đều có aphthong, còn được gọi là âm câm trong tiếng Việt. Nếu bạn tìm kiếm tên của mình trên Google và thấy một vài người khác hiển thị tại những các kết quả hàng đầu, thì bạn vừa gặp Google Ganger của mình rồi đấy. Và hẳn là người đó nổi tiếng hơn bạn nếu thông tin của họ hiển thị tại vị trí cao hơn của bạn. Rất tiếc. Mảnh kim loại nhỏ đầu tay của bút chì đã có từ năm 1858 và nó được gọi là ferrule. Phần kim loại ôm lấy lông cọ vẽ trên tay cầm gỗ cũng được gọi tương tự. Hãy mặc chiếc váy dạ hội đẹp nhất của bạn và khiêu vũ nào. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng scroop. Đó là âm thanh sột soạt mà lụa tạo ra khi bạn di chuyển. Khi ném xúc xắc và hy vọng rằng nó ra 5 điểm, thì nghĩa là bạn đang chờ một quincunx. Đó là từ để chỉ bất kỳ kiểu hình học nào gồm 5 thành phần giống nhau, có thể là dấu chấm, cây cối, cánh hoa và v.v. Các thanh dọc của cửa sổ giữa các tấm kính có tên chính thức là mantis. Trước đây chúng được dùng để cố định kính nhưng nay chúng chủ yếu chỉ để trang trí. Mẫu EFPTOZ mà bạn đọc trong quá trình kiểm tra thị lực có tên là biểu đồ Snellen. Nó được đặt theo tên của cha đẻ phát minh này, bác sĩ nhãn khoa người Hà Lan Herman Snellen. Nếu có thể đọc dòng thứ 8 ở cuối thì bạn có thị lực 20/20. Cái mà tất cả chúng ta gọi là dấu chia có tên chính thức là dấu oben. Nó có một lịch sử lâu đời và từng được dùng để đánh dấu những đoạn văn không đúng sự thật và cần kiểm chứng. Biểu tượng vô cực trông giống như số 8 nằm ngang, có tên tiếng Anh là lemniscate. Những ký hiệu bạn ở đây màu đỏ tươi mà bạn thấy trên bản đồ tàu điện ngầm, bảo tàng và công viên sẽ cứu bạn nếu pin điện thoại bị cạn hoặc bạn không có internet được gọi là Idolocators. Một điều mà không ai thích ở chuối là những sợi khô lộ ra khi vỏ chuối bị bóc ra. Có một cái tên cho sợi này đó là phloem bundles. Quả mâm xôi đen và đỏ là những cụm có nhiều cục nhỏ nổi lên. Vâng, những cục nhỏ như vậy có một cái tên và đó là drupelet. Mỗi khi thưởng thức một quả đào, táo hoặc bất kỳ loại trái cây nào thì sẽ có những thứ bạn bỏ lại vì cơ thể không thể tiêu hóa chúng. Những cái hột, hạt và vỏ đó đều có cùng tên gọi chính là chanking. Các cục nhỏ nổi lên ở một mặt của vợt bóng bàn được gọi là pip. Dân chơi chuyên nghiệp nói rằng pip càng ngắn càng tốt. Pip dài không cho phép bạn kiểm soát bóng nhiều hơn. Bạn đã biết những cái gai trong dĩa là ngạnh hay prong. Nhưng hãy gây ấn tượng với bạn bè bằng một từ khác cho một cái tên tương tự nào. Chines. Tùy thuộc vào mục đích dùng nĩa, ví dụ như ăn salad, đồ ngọt, hải sản hay giữ thịt trên ngọn lửa, chines sẽ có số lượng và độ dài khác nhau. Khi bạn đổ chất lỏng vào chai, đừng quên để lại chút ullage. Đó là không gian giữa đỉnh của vật chứa và chất lỏng bên trong. Bạn yêu Vibrisse của chú mèo phải không?
Đó là cách gọi tranh xả của dâu mèo và cả dâu chó, chuột và nhiều loài động vật có vú khác. Con người là loài linh trưởng duy nhất không có vibrisse. Khi nói đến kem đánh răng thì một nerdy là đủ. Đó chính là chấm kem đánh răng hình sóng các bạn bóp lên bàn chải đánh răng của mình. Hỡi những người ưa pizza, hãy nhớ điều này nhé. Từ cornicione được dùng để mô tả phần bên ngoài của vỏ bánh, không có nước sốt hoặc format. Một số người thích cornicione nhồi format, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa thuần túy. Mỗi khi mở menu thả xuống trong điện thoại ra thì bạn sẽ thấy biểu tượng ba đường thẳng và nút đó có tên là hamburger. Điệp khúc la 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 vô nghĩa trong một bài hát là vocables. Nếu nghe thấy there's a bathroom on the right thay vì there's a bad moon on the rise trong một bài hát thì bạn vừa có một khoảnh khắc mondegreen. Đó là cách người ta nói về việc nghe nhầm lời bài hát. Một thợ may giỏi biết cách tạo ra arm sky vô cùng đẳng cấp với những lỗ trên áo mà cánh tay của bạn xuyên qua. Cảm giác xốn sang trong lòng khi bạn thấy người bạn thầm thích chính là collie wobbles. Nếu bạn nhắm mắt và nhấn tay vào, bạn sẽ thấy đom đóm mắt. Chúng là những tia sáng lóe lên. Chú gà tây nào cũng có snoot, đó là thứ thịt màu đỏ trải từ trán xuống dưới mỏ. Tôi cũng có nè. Thôi đùa đấy. Khi mọi thứ không như ý, bất kể bạn thực hiện nước đi, nhưng trong một trò chơi như cờ vua hay cờ caro thì bạn cũng đang ở trong Zug Zwang và nước đó không hay lắm rồi. Nếu bạn mắc lỗi chính tả hoặc ai đó nghe nhầm bạn nhưng cụm từ vẫn có ý nghĩa thì bạn vừa trải qua một egg corn rồi đấy. Ví dụ như to all intents and purposes. Vẫn có vẻ ổn nếu bạn vô tình nghe thành to all intensive purposes. Chỉ có hai chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh có dấu chấm trên đầu, đó là I và J. Hóa ra dấu chấm nhỏ cũng có tên đấy. Có thể bạn không biết thắt lưng của mình có một vòng giữ, vậy nên bạn sẽ cần một cái mới khi cần cũ bị đứt. Đó là vòng quan trọng của khóa giúp cố định dây đeo. Wumble luôn đến vào thời điểm tâm trạng con người đang tệ nhất. Giữa một cuộc họp quan trọng, trong một buổi thi yên tĩnh, trong một đám cưới mùi mẫn, đó là khi dạ dày của bạn réo lên. Phải, như khi tôi cố gắng thu âm những điều này vào giờ ăn trưa. Wow, wow. Im lặng đi, mày sẽ sớm được cho ăn mà. Hơi ấm mà bạn cảm nhận được trên khuôn mặt từ mặt trời trong một ngày đông lạnh giá là apricity. Nó không đủ nóng để làm tan tuyết, nhưng chắc chắn có thể khiến bạn vui lên nhiều đấy. Mùi của mưa chính thức được gọi là petrichor. Mặt đất ẩm đã cho bạn điều đó đấy. Khi dạ dày của bạn quá đầy, có vẻ như bạn đang có một em bé thức ăn lớn trong bụng mình vậy. Và bạn đang trải qua, chờ nhé, crapulence. Bạn thậm chí có thể cảm thấy phát ốm vì điều này. Sự kết hợp giữa dấu chấm than và dấu chấm hỏi được gọi là interrobang. Không giống như hầu hết các dấu câu khác đã tồn tại hàng thế kỷ, nó chỉ mới được phát minh vào những năm 1960. Vậy là xong, giờ tôi phải ăn trưa để wamble im lặng, lau sạch philtrum khi ăn xong. Nhưng tôi không thể ăn quá nhiều vào bữa trưa, nếu không tôi sẽ bị crapulence. Tuy nhiên, đừng lo lắng. There's a bathroom on the right.